Xin chào các bác sĩ. Hôm nay chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu với các bác sĩ buổi hội thảo về nitric oxide. Tôi sẽ trình bày trước về non-nitric oxide trong khí thở re, chủ yếu là nói về phần sinh lý học và phần kỹ thuật. Và sau đó thì tiến sĩ Nguyễn Như trong chẩn đoán và điều trị hen. Thì nitric oxide đã khởi đầu từ lâu rồi, bắt đầu từ những năm 70. Và năm 1988 thì ba nhà khoa học là Fergus, Murat và Inaro đã nhận được cái giải Nobel y học về cái nitric oxide. Thì nitric oxide thì được tạo ra từ L-arginine và có một cái men xúc tác, đó là nitric oxide synthase, có ở nhiều nơi ở trong cơ thể. Và nitric oxide thì được đặc biệt chú ý trong hen là bởi vì các cái cytokine ở trong hen thì sẽ kích hoạt cái nitric oxide synthase và tạo ra rất là nhiều nitric oxide mà mình có thể đo được. Và cái phương pháp đo nitric oxide thì đã được chuẩn hóa, ngày càng phổ biến và phương pháp cũng tương đối là đơn giản. Cho nên ngay ở Việt Nam mình cũng đã nhiều đơn vị áp dụng cái phương pháp đo nitric oxide. Về cái nguồn gốc thì ở người, nitric oxide được tạo ra từ L-arginine do ba cái enzyme nitric oxide synthetase và chia ra làm hai loại chính. Cái loại inducible tức là bị kích thích thì là nó mới hoạt động, viết tắt là INOS. Và constitutive NOS tức là nó đã cấu thành, nó đã nằm sẵn ở trong cơ thể mình rồi và lúc nào nó cũng hoạt động. Thì có endothelial NOS tức là viết tắt là INOS, tức là của cái nội mạc của các cái mạch máu, endothelium. Và neuronal NOS tức là NOS của thần kinh, tức là viết tắt của chữ neuron. Thì như thế chúng ta có hai loại chính enzyme nitric oxide synthase. Thì ở đây các bạn thấy là cái constitutive NOS đó thì là nó nằm ở trong hệ thần kinh và nó nằm ở trong nội mạc mạch máu và nó có những cái receptor của nó nằm ở ngay trên dây thần kinh và nó sẽ tạo ra nitric oxide. Và bên này cũng vậy, ở trong nội mạc, ở trong mạch máu hoặc là ở trong phế quản thì nó cũng tạo ra được cái nitric oxide nhờ cái constitutive NOS nằm ở ngay tại đây. Thì nó sẽ có những cái tác dụng ở trên cái cơ trơn, thì nó sẽ làm giãn cơ trơn. Trên cái tiểu động mạch thì nó làm giãn động mạch. Và ở trên cái ven mà đằng sau cái hệ thống của tĩnh mạch, mao mạch thì nó làm nở các cái ven này ra và nó làm thoát ra các cái plasma. Như vậy một cái vai trò rất là lớn mà người ta rất là kỳ vọng vào nitric oxide và sau này đã đem vào áp dụng. Đó là nó làm giãn mạch máu. Và một trong những cái áp dụng rất là lớn và rất là nổi tiếng của nó là Viagra. Còn cái NOS nitric oxide synthase mà được tạo thành thì là khi mà nó kích thích thì là nó mới tạo ra. Nhưng mà có một cái điểm khác biệt là nó sẽ tạo ra rất là nhiều so với cái mà tạo ra tự nhiên của nó. Thì nó có thể là do các cái chất oxidant, OBE hoặc là NO2, hoặc là do các cái cytokine gây viêm, interleukin 1, beta, tumor necrosis factor, interferon gamma, thì nó sẽ kích thích các cái tế bào viêm tạo ra các cái nitric oxide và nó sẽ ảnh hưởng lên trên các cái tuyến chất nhầy ở dưới niêm mạc và làm ra tiết chất nhầy. Và đồng thời nó cũng kích thích viêm thêm một lần nữa, nó kích thích các tế bào viêm như eosinophil và TH2. Cho nên hen với cái chủ yếu là cái dòng viêm do TH2 thì sẽ có sự gia tăng của NO, nitric oxide trong hơi thở mà một chút nữa mà tiến sĩ Vinh sẽ trình bày rất là rõ với các bạn. Như thế thì chúng ta có cái INOS và NOS thì nó hoạt động thường xuyên ở trong tế bào nội mạc và thần kinh, còn INOS thì được kích hoạt bởi các cái hoạt chất viêm như cytokine hiện diện ở macrophage, ở eosinophil, ở lymphocyte TH2. Và như vậy thì nhiều tế bào cũng sử dụng cái INOS này để tạo ra
nitric oxide bao gồm cả eosinophil. Vì như vậy người ta nói mình đo NO tức là nó là cái thước đo của viêm. FeNO tức là fractional exhale NO tức là cái phần của NO được đo ra ở trong cái hơi thở ra, gọi là thước đo của viêm flammometer. Và nó đã được cập nhật nhiều lần. Năm 2005 thì ATS và IRS đã cập nhật một lần vào năm 21 và 11 xin lỗi, khuyến cáo lại một lần nữa. Thì đây là những cái chỉ định để mà các bác sĩ có thể chỉ định đo FeNO. Thứ nhất, nếu mà mình nghi là viêm đường dẫn khí do eosinophil thì mình có rất là nhiều cái loại viêm đường dẫn khí do eosinophil, viêm phế quản do eosinophil, hen do eosinophil. Cái thứ hai, nếu mà mình có những bệnh nhân mà có triệu chứng hô hấp kinh niên viêm đường dẫn khí thì mình muốn biết là bệnh nhân này có liệu có đáp ứng với steroid hay không. Thì nếu mà FeNO mà cao thì sẽ đáp ứng với steroid. Thì mức độ và đánh giá như thế nào thì bác sĩ Như Vinh sẽ trình bày với các bạn. Và nếu mà mình muốn chẩn đoán hen nhưng mà mình muốn có một cái chứng cứ khách quan nữa thì FeNO cũng có khả năng hỗ trợ. Nếu mà FeNO mà cao trên một cái người lâm sàng ủng hộ hình ảnh học, ủng hộ triệu chứng học ủng hộ thì nó lại thêm một cái chẩn đoán hỗ trợ cho chúng ta để chẩn đoán khẳng định cái hen một cách khách quan. Và FeNO thì có thể làm đại diện cho marker của cái tình trạng tăng phản ứng đường dẫn khí. Thì các bạn biết tăng phản ứng đường dẫn khí thì mình phải làm cái test metacholine, một cái test kích thích, đôi khi nó nguy hiểm nếu mà cái phòng khám của chúng ta, bệnh viện của chúng ta không có đủ điều kiện để mà cấp cứu lỡ mà người ta lên một cái cơn kích thích co thắt đường phế quản. Nếu các bạn ngại thì các bạn có thể dùng FeNO. Và nó còn có thể được chỉ định với những lý do như thế này. Ví dụ như có một bệnh nhân có những triệu chứng hô hấp, mình muốn biết cái nguyên nhân này, coi thử nó có phải do cái viêm của cái dòng THI hay không. Và giúp xác định kiểu hình hen do eosinophil. Thì chúng ta cũng thấy eosinophil là do THI gây ra và nó cũng tiết ra NO, cho nên là nếu mà mình thấy FeNO cao thì mình cũng có khả năng nghĩ về cái kiểu hình hen do eosinophil, bên cạnh các cái cách đo eosinophil trong máu hoặc là trong đạm. Và mình cũng có thể dùng để đánh giá khả năng đáp ứng hay thất bại với các thuốc kháng viêm, nhất là với corticosteroid dạng hít. Mình muốn cho bệnh nhân corticosteroid dạng hít, nhất là đối với trẻ con, thì mình cũng cân nhắc xem thử là nó có hiệu quả hay không. Nếu mà FeNO cao thì chắc chắn là sẽ có hiệu quả. Và chúng ta cũng nên đo một cái mức FeNO cơ bản của bệnh nhân của mình, bệnh nhân hen của mình. Khi mà các bạn điều trị họ ổn định rồi đó thì các bạn cũng nên đo một lần FeNO để xem thử là khi mà bệnh nhân xấu đi hay khi bệnh nhân lên cơn thì cái FeNO đó nó thay đổi như thế nào. Nên có một cái FeNO cơ bản. Và nó hướng dẫn cho chúng ta thay đổi cái liều thuốc chống viêm. Thì đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai thì người ta rất là muốn các bạn giảm cái liều inhaled corticosteroid, nhưng mà phải được chỉ định cẩn thận. Thì có những cái bằng chứng cụ thể hỗ trợ, ví dụ FeNO sẽ là một cái test ở trong đó. Đánh giá việc tuân thủ thuốc kháng viêm cũng vậy. Ví dụ như bây giờ mình có một bệnh nhân hen mà FeNO cao, mình cho inhaled corticosteroid. Khi bệnh nhân tái khám, mình hỏi là bệnh nhân có xài thuốc đúng không, đủ không. Thì bệnh nhân sợ bác sĩ phật lòng mà thế nào cũng nói là đủ. Nhưng mà nếu các bạn đó FeNO các bạn thấy cao hoài thì các bạn cũng có thể không biết là bệnh nhân có xài đúng hay không, sẽ kiểm tra trở lại. Và nếu mà chúng ta có một bệnh nhân mà hen kém thì chúng ta xem thử là có phải là cái viêm đường dẫn khí nó còn hay không, có hay không. Nhất là khi mà có những yếu tố khác, ví dụ như viêm xoang, mũi, hoặc là lo lắng, hoặc là béo phì, hoặc trào ngược. Thì nếu mà hen kém mà không phải do viêm thì chúng ta sẽ có cái FeNO sẽ thấp. Thì như thế tôi nghĩ đây là những cái hướng dẫn về mặt cái chỉ định rất là hay của FeNO mà nhiều khi chúng ta cũng chưa có tận dụng hết. Và cái chỉ số mà chúng ta đo thường xuyên nhất là chúng ta đo một cái FeNO chung. Thì cái đó là nó bị ảnh hưởng bởi lưu lượng khí
bởi cái áp lực ở khoang miệng, thể tích phổi lúc thở ra. Vì vậy đó là các điều kiện lúc đo đó phải được thống nhất, và ATS và IRS đã đề xuất rất là cẩn thận ở trong cái guideline này. Các bạn thấy cái reference này các bạn có thể lấy được. Thì đây là một cái máy đo FNO. Đặc biệt nếu mà các bạn làm cho trẻ con thì các bạn nên dùng một cái màn hình để mà hướng dẫn cho trẻ con. Thì các bạn thấy là nó hướng dẫn là em bắt đầu hít vô rồi em bắt đầu thổi ra. Cái điều quan trọng là em phải duy trì một cái lưu lượng thổi ra tốt. Thì như thế là dễ nhất là nó để cho các em một khinh khí cầu. Nó bay ngang từ đây tới đây là tốt. Đừng có bị nhanh quá hoặc là đừng có bị chậm quá. Thì như thế thì mình mới đo được một cái FNO tốt được. Còn đối với người lớn thì các bạn có thể dùng thẳng, miễn là người ta duy trì được một cái lưu lượng tốt là được rồi. Nhưng mà cũng sẽ có nhiều cách để hỗ trợ. Về các cái yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số FNO thì là mình cũng nên biết, là tại vì để mà mình có thể cân nhắc lúc mình giải thích, cũng giống như là các cái phương pháp đo. Thì đương nhiên là FNO cũng giống như tất cả các chỉ số sinh lý khác, nó sẽ lệ thuộc vào tuổi và giới. Cho nên cái diện tích bề mặt đường thở thì càng ngày nó càng tăng theo cái tuổi của trẻ. Điều này phải được tính đến. Rồi các bạn thấy là FNO hiện nay thì nó cũng chỉ chia có hai thôi, người lớn và trẻ con thôi. Chứ nó cũng không có cụ thể theo từng tuổi như là hô hấp ký. Cho nên Global Lung Initiative đang thu thập số liệu FNO trên toàn cầu. Người mà đứng đầu cái chương trình này là giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn của mình. Và họ đang thu thập kể cả bệnh nhân lẫn người bình thường. Cho nên chúng tôi cũng rất là mong muốn là các bạn sẽ đóng góp cái số liệu FNO của mình. Tôi nghĩ là bây giờ là rất là nhiều rồi. Thì chúng ta sẽ đợi cái thông báo chính thức của giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn. Và xin mời tất cả mọi người đóng góp để chúng ta có được một cái chỉ số tham khảo. Tại vì cái Global Lung Initiative này đó là họ chuyên môn làm các cái chỉ số tham khảo về hô hấp ký, về họ cũng chuẩn bị làm dao động xung ký, về phế thân ký, làm nhiều thứ, và bây giờ thì đang chuẩn bị cho FNO. Và các bạn cũng thấy là họ cũng không có nói gì về nam nữ, rồi thai kỳ, về tuổi, về kinh nguyệt. Nói chung là chúng ta chưa có đưa các cái yếu tố ảnh hưởng của FNO vào cái chỉ số tham khảo cho nó đầy đủ, cụ thể và chính xác. Thì đây là một cái việc mà hiện bây giờ là GLI đang còn làm và mong các bạn ủng hộ. Về chủng tộc thì có cái nghiên cứu quan trọng nhất là của Nhật, mới đăng vào năm 21. Thì cái chỉ số FNO của người lớn khỏe mạnh là 15 PPP, tức là parts per million, tức là 15 phần ở trong 1 tỷ cái phân tử. Thì giới hạn trên là 37 PPP. Và như vậy thì tương đương với dân Caucasian, tức là người châu Âu. Họ có riêng chỉ số nam, chỉ số nữ, chỉ số cho người hút thuốc và không bao giờ hút thuốc. Thì đây cũng là một cái đề tài. Nhưng mà dĩ nhiên là hễ mà nói tới chỉ số tham khảo thì là không ai muốn làm, ngoại trừ là các cái nhà sinh lý học. Và đồng thời xin cái funding cũng rất là khó khăn. Nhưng mà đây là cái việc phải làm nếu mà chúng ta áp dụng cái FNO một cách nghiêm túc. Ít ra phải có nam, phải có nữ, phân biệt người hút thuốc, người không hút thuốc, tuổi nữa cũng phải nghĩ đến. Về tư thế đo trọng lượng BMI và thức ăn thì không thấy có ảnh hưởng trên FNO. Nhưng mà các loại rau quả nào mà có nhiều nitrat hoặc là rượu hoặc đường hoặc mỡ thì có thể làm giảm FNO. Thì các bạn hiểu các cái yếu tố này để mà mình sẽ có cái protocol lúc mình đo cho nó cẩn thận. Về thuốc men thì do steroid nó ức chế interleukin 4, interleukin 13 của các tế bào viêm TH2, mast cell và eosinophil. Thì đây là những cái tế bào nó làm tăng cái INO qua đường STAT6. Cho nên bệnh nhân của mình phải ngừng ICS, ngừng OCS trước khi đo FNO. Còn các cái thuốc mà có nitrate, ví dụ như nitroglycerin, isozorbide, dinitrat thì bị gan chuyển hóa hết. Cho nên FNO sẽ không tăng đáng kể dù cho mình có dùng cái dạng tiêm tĩnh mạch hay qua da gì cũng vậy. Cho nên cái này thì lại không ngại. Nhưng ngại là ngại cái steroid.
Người mà hút thuốc lá thì FeNO họ sẽ thấp hơn. Và sau khi mà hút thuốc thì FeNO sẽ giảm nhanh bởi vì nó sẽ làm giảm tác dụng của nitric oxide synthase. Và ngược lại thì khói thuốc lá nó chứa nhiều superoxide làm tăng thải nitric oxide. Cho nên nếu mà tính theo cái phương trình hồi quy đa biến, một cái người mà đang hút thuốc thì FeNO họ sẽ giảm khoảng 30%. Nhiễm trùng hô hấp do siêu vi và vi trùng thì sẽ làm tăng FeNO cấp tính. Cho nên nếu bệnh nhân mình đang nhiễm trùng thì mình sẽ đợi họ hết nhiễm trùng. Về đường kính đường dẫn khí thì mình, nếu mình làm hô hấp kỹ, mình sẽ bắt bệnh nhân thở ra gắng sức thì nó sẽ làm giảm FeNO, giảm tới 13% và chỉ hồi phục sau 1 giờ mà thôi. Cho nên nếu mà các bạn định làm nhiều test thì các bạn phải làm FeNO trước khi làm các cái test khác, làm hô hấp kỹ, box hoặc là làm CPAP thì là đều phải làm sau cái FeNO hết. Là bởi vì khi mà mình bắt bệnh nhân thổi ra gắng sức như vậy thì các đường dẫn khí nó xẹp xuống thì nó sẽ làm giảm FeNO. Nếu mà chúng ta cho thuốc giãn phế quản thì FeNO nó sẽ gia tăng. Và nó cũng chịu sự dao động trong ngày. Cho nên những bệnh nhân mà có hen không kiểm soát thì mức độ dao động FeNO trong ngày rất là lớn. Cho nên các bạn sẽ đo FeNO trong cùng một thời điểm. Ví dụ như mình đo 10 giờ sáng thì trước điều trị, sau điều trị và những lần sau đó thì chúng ta nên cùng một cái giờ đó. Tôi cũng chưa có thấy Gina đưa cái đề nghị là mình đo cái dao động FeNO để mà theo dõi cái mức độ kiểm soát hen. Tại vì cái này chắc có lẽ nó không có thuận tiện, không có làm được ở nhà giống như là lưu lượng đỉnh kế. Về cái phương pháp đo FeNO đó, các bạn có hai cách đo. Cái cách mình thường làm nhất là mình đo thẳng vào trong máy. Thì như hình hồi nãy các bạn thấy thì là sẽ ngậm vào một cái ống thổi thẳng vào trong máy. Các bạn không dùng kẹt mũi. Tại vì nó sẽ làm tăng cái áp suất của cái trong khoang mũi rồi nó sẽ đẩy xuống cái phế quản, cho nên là chúng ta không dùng kẹt mũi. Về cái FeNO đó thì tùy thuộc vào tốc độ thở re. Các bạn chút nữa các bạn sẽ thấy là mình có tới 4 tốc độ, nhưng mà mình sẽ lúc mà các bạn muốn đo cái FeNO chung như thế này á thì cái tốc độ thở ra là 50 ml trong mỗi một giây. Dao động cho phép là 10%, tức là 45 cho tới 55 ml. Thì thường thường các thiết bị nó vẽ một cái đường giống như các bạn thấy hồi nãy đó, để mà bệnh nhân sẽ thổi ra theo một cái tốc độ nhất định duy trì. Thành ra là nó nói FeNO thì dễ đo, đo cho trẻ 4 tuổi chứ tôi thấy cũng không có dễ đo lắm đâu. Tại vì em bé nó phải biết duy trì cái lưu lượng đó không đổi một vài giây thôi, nhưng mà cũng phải là dễ. Và vì những lý do kể trên thì chúng ta sẽ dặn bệnh nhân không được hút thuốc, không được ăn, chỉ được uống nước lọc thôi 1 giờ trước khi đo, và đo trước tất cả các test khác. Và bởi vì trong không khí thì có nitric oxide, mặc dù là nhỏ thôi nhưng mà cũng có, cho nên phải có một cái bộ phận làm sạch cái nitric oxide, scrubber, tức là tẩy xóa đi. Thì có khi là mình sẽ cho bệnh nhân thổi qua một cái ống, trong đó nó hút hết cái nitric oxide. Và mình cũng phải ghi nhận cái nitric oxide trong khí quyển ở cái thời điểm mà mình đo. Và nitric oxide thì được sản xuất nhiều ở đường hô hấp trên, giống như xoang mũi. Cho nên mình phải đóng cái vòm cổ mềm. Thì cần sử dụng, nó trong nguyên văn thì nó dùng chữ break. Break là nó giống như một cái thắng. Thì mình nghĩ giống như là một cái vật cản để nó tạo một cái áp lực thở ra từ 5 cho tới 15 cm nước. Thì như vậy nó đóng cái vòm khẩu mềm, nó ngăn chặn cái nitric oxide từ cái xoang mũi hòa vào cái nitric oxide của đường dẫn khí. Cái dụng cụ này nó cũng giúp cho bệnh nhân tạo được một cái lưu lượng khí thở ra ổn định. Và như thế thì mình sẽ bảo bệnh nhân thở ra cho đến khi cặn, tức là thở ra cho tới hết, cho tới hết. Và hít vào cho đến tổng dung lượng phổi, tức là hít vào cũng hết sức luôn, và sau đó thở ra chậm 50 ml mỗi một giây. Thì màn hình sẽ hiển thị hình ảnh để bệnh nhân duy trì được cái áp lực thở ra và giữ cái lưu lượng ổn định đấy. Và chúng ta sẽ đo 3 lần, mỗi lần kéo dài khoảng 10 giây, và chúng ta cho bệnh nhân nghỉ 30 giây ít nhất, rồi sau đó sẽ đo lại. Thì cái FeNO nó sẽ tăng lên dần
và nó đạt tới cái bình nguyên. Thì cái bình nguyên này phải kéo dài hơn 6 giây ở bệnh nhân hơn 12 tuổi và dưới 4 giây ở bệnh nhân trẻ hơn. Thì cái này là khó. Duy trì cái bình nguyên này không phải là dễ, cho nên là các bạn nên có một cái hình ảnh để mà khuyến khích bệnh nhân, để cho bệnh nhân biết cách duy trì cái lưu lượng. Và khi mà nó đã đạt được cái bình nguyên rồi thì mình sẽ lấy khoảng 3 giây và mình đo 3 lần, mà phải 3 lần này không được lệch nhau quá 10% thì coi như cái kết quả nó mới đạt. Còn nếu mà chúng ta đo gián tiếp offline, offline thì có nghĩa là bệnh nhân sẽ thổi vào trong một cái túi đựng, thì như vậy thì các bạn có thể áp dụng được nhiều hơn, sử dụng cái máy đo nhiều hơn, tức là chỉ việc đưa cái túi vô chứ không có cần phải chờ một thời gian. Thì bệnh nhân sẽ lúc đầu hít vào 2 lần ở thể tích lưu thông với một cái khí mà không có nitric oxide, sau đó hít vào bằng cái dung tích sống, rồi thở ra, trong đó nó có một cái bộ phận là một cái sức cản khoảng 5 cm nước vào trong một cái bình chứa. Thì cái bình chứa này có được chứa ở trong một cái túi khí polyester, cái tên của nó, thương hiệu của nó là Mylar, hoặc là chúng ta có một cái chất kim làm bằng một cái chất liệu không có thấm nitric oxide, nhưng phải đủ lớn để chứa được cái thể tích dung tích sống của người lớn, đó là khoảng 8 lít. Vận tốc thở ra thì cũng vậy, 0,35 lít một giây cộng trừ 10. Và khi mà có cái mẫu này là phải đem phân tích liền trong vòng 12 giờ. Thì như thế là thường thường thì mình dùng online, bệnh nhân của mình thổi thẳng lên trên máy. Về cái phương pháp offline thì là nó được tận dụng, tức là các bạn không có tốn thời gian mà bệnh nhân đứng trước cái máy nữa. Mình chỉ việc đưa khí vào thôi. Nhưng mà nó có nhiều cái khuyết điểm. Nó có thể trộn lẫn khí với đường hô hấp trên, cái bảo quản mẫu có thể là không tốt. Ở trong cái lúc mà lấy mẫu thì mình không có cái cách gì để mà phản hồi với bệnh nhân là bệnh nhân đang thổi một cái lưu lượng đúng và với một cái áp lực đúng. Thì như thế thì chúng ta có thể đo được các cái chỉ số nào. Thì chúng ta thường nhất là các bạn đo cái nitric oxide trong hơi thở ra, fractional of exhale nitric oxide, FENO. Có tác giả thì họ viết cái chữ y hoa đó, là cái giống chất tôi nghĩ là để muốn phân biệt với cái ký hiệu của sắt á. Nhưng mà tôi vẫn thấy là trên các cái tài liệu ERS, ATS họ dùng chữ y nhỏ, thành ra mình vẫn dùng FENO nhỏ. Và các bạn có thể đo ở 3 vùng của cái đường hô hấp với các cái giá trị bình thường như sau. Các bạn có thể đo NO ở trong cái xoang mũi, gọi là nasal NO, nó nhiều lắm, nó từ 750 cho tới 2000 ppb lận. Và các bạn có thể đo ở phế quản, là từ 5 cho tới 25 ppb, viết tắt là G' AW, tức là airway wall, thành của đường dẫn khí, và phenol, phế nang. Phế nang thì CAC là concentration, A là alveolar phế nang, canal. Như vậy các bạn mình có tới 4 chỉ số: FENO, NASONO, JONO và CAMENO. Nếu các bạn muốn đo trong cái xoang mũi thì bệnh nhân nối cái catheter vào một bên cái lỗ mũi, rồi khí từ trong xoang mũi thì được hút ra một cách thụ động và có cái đầu dò để đo NO. Thì cũng như vậy, trong suốt thời gian đo thì bệnh nhân sẽ thở qua một cái vật cản để đóng cái vòm khẩu mềm, đồng thời để ngăn cản cái khí từ cái phế quản bay lên trộn lẫn vào. Thì đây là cái đường biểu diễn cho cái nasal nitric oxide. Thì các bạn có đây là cái nasal nitric oxide bằng ppb. Các bạn có cái nồng độ nitric oxide ở bên ngoài khí quyển, và đây là cái lưu lượng mà nó tạo cái nitric oxide trong cái thời gian tạo mẫu. Đây lưu lượng và đây là cái giá trị tin cậy. Thì như vậy các bạn thấy đo lúc nào mình cũng đợi cho tới lúc nó bình nguyên, và mình lấy trong khoảng 3 giây bình nguyên. Đây là cái hình biểu diễn của nasal FENO. Thì cái này là các bác sĩ bên tai mũi họng họ sẽ quan tâm hơn là các bác sĩ hô hấp của mình. Còn nếu các bạn muốn đo cái nitric oxide trong phế quản và trong phế nang thì các bạn phải làm 3 cái test vận tốc khác nhau, là 100, 150 và 300 ml mỗi 1 giây.
Hồi nãy các bạn nhớ FCNO mình làm 50 thôi, còn cái này mình làm 3. Và sau đó thì nó sẽ dùng cái thuật toán để tính Kano và tính Jarno. Thế đây là cái kết quả, thì cái này nó gọi là multi-flow, tức là các bạn đo với nhiều vận tốc khác nhau. Các bạn đo cái FNO 50 xong rồi thì các bạn sẽ đo 100, 150 và 300. Thì như vậy nó sẽ tính ra cho các bạn cái Jarno và cái Kano. Đây là cái lượng nitric oxide thở ra tối đa ở trong khí quản. Và đây là nồng độ của nitric oxide ở trong phế nạp. Và còn cái mà thông dụng nhất mà chúng ta sử dụng là cái FeNO này. FeNO fractional of nitric oxide. Thì các bạn cũng đo lấy cái bình nguyên và các bạn đo 3 lần. Thì đây là cái kết quả FeNO ở cái phòng khám của chúng tôi làm. Thì cái này là các bạn đo FeNO bình thường, thì các bạn có cái FeNO bình thường ở đây. 50 ml là các bạn lấy ở đây là FeNO. Fractional exhale NO. Và còn hai cái jaw của khí quản, của phế quản và của phế nang thì là nó cho các bạn kết quả đây. Các bạn thấy là các bạn đo 50, đo 100, 150 và đo tới 300 trong 1 phút để mà các bạn có kết quả. Thì nói chung là nó cũng đơn giản, nó chỉ khác nhau ở cái vận tốc đo thôi, chứ còn nó cũng không có cái gì về cái áp lực, thì nó cũng có mạnh hơn. Về cái phân tích kết quả thì một chút nữa tiến sĩ Nguyễn Như Vinh sẽ nói rất là rõ với các bạn. Ở đây tôi chỉ nói sơ thôi, tức là hiện nay là theo cái bản kết quả của cái hãng đưa ra thì chúng ta chỉ có ba ba cái mức độ là thấp, trung bình và cao, và chỉ có người lớn và trẻ con vậy thôi, cũng không có thấy nam nữ, cũng không thấy tuổi, cũng không thấy thuốc lá, không thuốc lá gì hết. Thì nếu mà các bạn đo mà thấy người lớn trên 50 là coi như nó là cao rồi đó, thì các bạn sẽ nghĩ tới hen, tới TH2 và vân vân nhiều thứ. Còn trẻ con mà trên 35 thì bị coi là cao. Còn nếu mà nó dưới 25 thì dưới 20 thì chúng ta sẽ nghĩ, ít nghĩ đến cái TH2, ít nghĩ đến eosinophil, ít nghĩ đến cái khả năng đáp ứng đối với corticosteroid. Như vậy thì các bạn thấy là cái phương pháp đo nitric oxide ngày nay đã được chuẩn hóa, có nhiều hãng máy và ngày càng phổ biến ngay tại Việt Nam của mình. Thì cái áp dụng lớn nhất của nitric oxide thì vẫn là hen phế quản, mà một chút nữa tiến sĩ Nguyễn Như Vinh sẽ trình bày rất là cẩn thận với các bạn. Nó còn được áp dụng trong bệnh phổi mô kẽ, trong COPD, trong ECMO. Về các cái chỉ số thì gần như ở Việt Nam mình chỉ mới sử dụng FeNO thôi. Còn Jarno và Kano thì các bác sĩ hô hấp mình cũng không có áp dụng nhiều. Thì mới đây năm 2021 thì nó có một cái bài review nói về cái vai trò của NO ở trong cái bệnh phổi mùa kẽ. Thì tôi nghĩ đây cũng là một cái bệnh lý mà hiện nay chúng ta cũng khá quan tâm, là bởi vì chúng ta bắt đầu có cái thuốc điều trị sơ phổi mùa kẽ rồi. Thì xin các bạn cũng quan tâm áp dụng NO. Còn Neso NO thì chúng ta sẽ mong có một cái cơ hội để mà trình bày với các bác sĩ tai mũi họng. Thì phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Thì và sau đây thì tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Như Vinh sẽ trình bày tiếp với các bạn về cái việc áp dụng FeNO trong hand truyền. Dạ, kính thưa cô Lan, không biết tôi share cái màn hình nào được chưa Rõ rồi chưa? ạ? Dạ, kính thưa quý đồng nghiệp đã theo dõi chương trình, thì tiếp theo chương trình thì tôi xin nói về vai trò của cái khí nitric oxide hay là FeNO trong quản lý hen. Thì trong phần trình bày này có một số cái điểm mà cô Tuyết Lan cũng đã nói rồi, thì tôi cũng có thể xin lướt nhanh, và với mục tiêu là làm sao chúng ta có thể ứng dụng được cái phép đo này trong việc chẩn đoán, trong việc điều trị bệnh hen. Xin thì cái nội dung trình bày sẽ vượt qua sơ về cái sinh tổng hợp NO, cô Lan cũng đã nói rồi, và chứng minh rằng cái NO là một cái chỉ điểm viêm của đường hô hấp ở trong bệnh hen, và vai trò của NO trong chẩn đoán và trong quản lý hen.
Thì chúng ta biết cái bệnh hen là được định nghĩa là bệnh viêm mãn tính của đường hô hấp, và chúng ta điều trị bệnh hen là chúng ta dùng cái thuốc kháng viêm là corticoid, và chúng ta dùng rất là lâu dài để khống chế cái tình trạng viêm, là một cái cơ chế bệnh sinh chính của bệnh hen. Tuy nhiên á, dùng như thế nào cho nó đúng thì hiện nay cũng vẫn còn rất là một cái khó khăn. Nếu mà trước đây á, khi mà chúng ta chưa có hô hấp ký, chúng ta chỉ khám lâm sàng thôi, thì để đánh giá một bệnh nhân hen gọi là ổn thì chúng ta chỉ cần hỏi bệnh nhân lâu nay triệu chứng ra sao, rồi chúng ta bắt đầu tiến hành khám lâm sàng. Nếu bệnh nhân thấy nói rằng không có triệu chứng gì bất ổn hết, người ta thấy là khỏe, và chúng ta khám lâm sàng thấy là phổi đều bình thường, không nghe ran gì hết, quan sát bệnh nhân không có thở, thì chúng ta tạm coi như là hen, bệnh nhân ổn. Tuy nhiên khi mà chúng ta có hô hấp ký rồi, chúng ta bóc những người mà gọi là ổn về mặt lâm sàng đó, chúng ta đi đo hô hấp ký, thì chúng ta thấy rằng rất là nhiều bệnh nhân, mặc dù họ nói là ổn, mặc dù chúng ta khám là ổn, nhưng mà đo hô hấp ký nó không ổn. Đó, và chúng ta gặp rất là nhiều trên lâm sàng. Như vậy cái hô hấp ký nó giúp cho chúng ta đánh giá một cách khách quan hơn là cái tình trạng ổn hay không ổn của bệnh nhân. Và bây giờ nếu mà chúng ta có hô hấp ký rồi thì chúng ta thấy là lâm sàng ổn, bệnh sử ổn, lâm sàng ổn và hô hấp ký ổn, thì liệu bệnh nhân có ổn hay không, thì chúng ta có một cái phép kiểm nữa là chúng ta coi thử là cái viêm của bệnh nhân có ổn hay không. Bởi vì có thể rất là nhiều trường hợp bệnh nhân mọi thứ đều ổn, nhưng mà khi mà chúng ta đánh giá tình trạng viêm của bệnh nhân thì nó không ổn. Và cái tình trạng viêm á, nó có thể có nhiều cái cách để đánh giá, và FENO là một trong những cách để chúng ta đánh giá mà thôi. Và chúng ta coi thử là khi chúng ta điều trị hen cho bệnh nhân thì những cái diễn tiến lâm sàng nào nó cải thiện theo thời gian. Và cái slide này cũng đã được các thầy cô trình diễn rất là nhiều. Ví dụ như cái triệu chứng ban đêm, có thể là chưa tới 2 tháng mà chúng ta điều trị tốt thì bệnh nhân sẽ hết cái triệu chứng ban đêm. Rồi sau đó cái chức năng phổi, chỉ số FEV1 nó sẽ trở về bình thường. Rồi BAF là lưu lượng đỉnh nó cũng trở về bình thường sau 4 tháng. Rồi sau đó nữa là 6 tháng thì bệnh nhân hoàn toàn coi như là không cần phải sử dụng thuốc cắt cơn nữa, quá ổn. Cho nên nhiều trường hợp bệnh nhân ở giai đoạn này người ta quên mất tiêu cái bình thuốc cắt cơn. Và mình trong thực hành lâm sàng mình cũng hay nhắc nhở bệnh nhân là lúc nào cũng phải nhớ tới bình thuốc cắt cơn để cần thì chúng ta phải sử dụng, chứ còn không là người ta qua một thời gian dài người ta không sử dụng tới người ta quên. Nhưng mà có một cái đặc điểm người ta gọi là tính tăng đáp ứng của đường thở. Nếu mà chúng ta dùng cái gọi là cái test co thắt phế quản hay là test kích thích phế quản, dùng methacholine, dùng histamine, chúng ta xịt vào trong cái đường thở của bệnh nhân mà mới xịt một lượng ít mà đã co thắt, nó làm giảm cái FEV1 đi 15%, thì coi như bệnh nhân gọi là có cái tính tăng đáp ứng đường thở còn nhiều, và cái đó nó cũng đại diện cho một cái tình trạng viêm của đường thở. Và người ta thấy là tới 18 tháng thì cái tính tăng phản ứng đường thở trong bệnh hen thì nó vẫn còn, mặc dù các triệu chứng về các chức năng và cận lâm sàng khác nó gần như bình thường. Vậy điều đó chứng tỏ rằng cái việc mà chúng ta điều trị cái viêm trong bệnh hen nó khó chứ không phải là dễ. Một cái hai cái nghiên cứu chúng tôi trình bày ở đây để chứng minh câu chuyện là điều trị để khống chế tốt cái viêm không phải là câu chuyện dễ. Đây là một cái nghiên cứu người ta sử dụng cái fluticasone, người ta cho bệnh nhân hen xịt, thì người ta quan sát 12 tháng và sau tới kết thúc 12 tháng người ta nghỉ không xịt nữa, và người ta coi tiếp tục thử là diễn tiến bệnh nhân ra sao bởi hai cái chỉ số theo dõi. Một là cái màu xanh đây là cái tính tăng đáp ứng đường thở, nó đại diện cho cái tình trạng viêm của đường thở, và số 2 cái màu cam, màu vàng cam đó là chức năng phổi, đại diện là FEV1. Thì người ta thấy rằng sau 3 tháng điều trị thì chức năng phổi nó cải thiện rất là tốt, và sau đó tiếp tục điều trị nữa thì chức năng phổi nó hết khả năng cải thiện rồi, nó đạt được bình nguyên rồi, tốt quá rồi. Thì tới 12 tháng chúng ta ngưng corticoid một cái thì chức năng phổi nó lại xấu đi. Còn một cái chỉ số khác người ta thấy là sau 3 tháng điều trị thì cái tính tăng phản ứng đường thở nó cải thiện, tức là cái lượng histamine mà phải xịt vào để làm giảm 15% FEV1 nó phải nhiều lên, có nghĩa là cái đường thở nó càng ngày nó càng trơ hơn với những cái kích thích bên ngoài. Và tiếp tục điều trị thì cái tính tăng phản ứng đường thở này tiếp tục cải thiện cho tới 12 tháng, và khi chúng ta ngưng một cái thì cái tính tăng phản ứng đường thở nó lại xấu đi. Và nếu người ta qua cái nghiên cứu này, người ta thấy rằng nếu mà chúng ta cứ dựa vào cái lâm sàng hoặc là dựa vào cái chức năng phổi chúng ta thấy tốt rồi, chúng ta nghĩ rằng như vậy hen đã được khống chế tốt rồi,
chúng ta giảm liều hoặc là đôi khi chúng ta ngưng thuốc thì người ta nói là hơi thiển cận, bởi vì chúng ta còn có thể cải thiện được nữa cái tình trạng, cái cơ chế bệnh sinh chính của bệnh hen, đó là viêm theo thời gian. Như vậy chúng ta phải cần một cái nhìn về viêm nữa thì chúng ta mới có được một cái đánh giá toàn diện hơn, chính xác hơn. Hoặc là một cái nghiên cứu khác ở Trung Quốc, người ta so sánh cái tình trạng viêm đo bằng cái eosinophil ở trong đàm của bệnh nhân, thì người ta thấy rằng ba nhóm bệnh nhân, một nhóm là hen chưa có điều trị, chưa kiểm soát, một nhóm là hen đã kiểm soát rất là tốt rồi, và một nhóm là người bình thường. Thì dù có kiểm soát tốt rồi, cái phần màu tím đây, thì tình trạng viêm nó vẫn còn cao hơn cái mức của người bình thường. Và điều đó đưa ra một kết luận là chúng ta khó có khả năng khống chế triệt để được cái nền viêm ở trong bệnh hen. Và khi không có khống chế nổi cái tình trạng viêm một cách gọi là nhanh chóng bằng những cái thuốc mà chúng ta đang có, thì chúng ta nên theo dõi nó bằng cách là đo cái mức độ viêm của đường thở. Và muốn đo được cái mức độ viêm đường thở đó thì có nhiều cách, trong đó KFNO là nitric oxide là một trong những cách để chúng ta đo. Và như cô Lan cũng đã trình bày thì cái này người ta đã nghiên cứu lâu rồi, nhưng mà năm 1991 thì ông giáo sư Gustafson thì ông mới lần đầu tiên ông đo được NO ở trong khí thở ra. Và năm 1993 thì giáo sư Kelvin ở Đại học Uppsala của Thụy Điển thì mới thấy rằng FNO nó cao ở trong bệnh hen. Và sau đó một loạt các nghiên cứu khác ra đời chứng minh rằng FNO nó có liên quan tới một cái tình trạng viêm theo hướng tăng bạch cầu ái toan, hay gọi là viêm theo hướng TH2 trong bệnh hen, hay một vài cái bệnh khác mà có cái viêm theo hướng TH2 đó. Và nó liên quan tốt với những cái chỉ số khác như là eosinophil ở trong đàm, eosin trong mẫu sinh tiết niêm mạc phế quản, hay là cái tính tăng phản ứng đường thở bằng cách co thắt phế quản, hay là một cái protein mà đánh dấu cái eosinophil. Và eosinophil nó tăng ở trong bệnh hen, nhưng mà nó sẽ giảm đi khi người bệnh hen đó được điều trị bằng corticoid. Và cái cơ chế hình thành cái NO thì cô Lan cũng đã nói rồi, là một cái sự oxy hóa một cái axit amin tên là L-arginine, biến cái axit amin đó thành cái L-citrullin, và nó phóng thích ra NO. Và nhờ ba cái men NO gọi là men tổng hợp NO 1, 2 và 3. Và cái loại mà 1 và 3 đó gọi là men cơ hữu, men nội mô là INO, hay men có cơ chế nguồn gốc từ thần kinh là NNOS, thì hai cái đó nó luôn luôn tiết ra một cái lượng rất là nhỏ để duy trì những cái chức năng sinh lý của cơ thể, như là giãn mạch, như là chống cái tập tiểu cầu. Nhưng mà có một cái men gọi là men cảm ứng, cái men số 2 đó là induced NOS, là men tổng hợp NO mà cảm ứng. Bình thường nó rất ít có trong cái đường thở của mình, nhưng mà vì một lý do nào đó, ví dụ như bệnh nhân tiếp xúc với dị nguyên, bệnh nhân bị viêm vì một vài cơ chế nào đó trong bệnh hen, thì cái INOS này nó sẽ gia tăng lên rất là nhiều. Và khi nó gia tăng lên rất là nhiều như vậy thì nó tiết ra rất là nhiều cái NO. Chúng ta thấy là cái NO mà tiết ra từ cái men mà cảm ứng này nè, nó nhiều hơn là rất là nhiều so với cái men cơ hữu là có nguồn gốc thần kinh hay là nguồn gốc nội mô. Và người ta thấy rằng cái NO này nó tăng nhiều thì nó sẽ đưa ra cái đường thở, và bệnh nhân có thể thở ra và chúng ta đo được. Và cái NO này nó là một cái NO có thể giảm đi được khi chúng ta dùng corticoid, bởi vì corticoid có thể ức chế được cái men tổng hợp NOS, men tổng hợp NO mà gọi là cảm ứng này, inducible, chứ không ức chế được cái hai cái men mà NOS1 hay là NOS3. Và chúng ta biết là trong cái cơ chế viêm của hen á, thì khi mà dị nguyên nó vào, nó sẽ làm cho nhiều tế bào viêm nó gọi là được huy động vào đường thở, và nó tiết ra rất là nhiều cái interleukin, cái cytokine. Và những cái interleukin cytokine này nó kích hoạt cái men gọi là inducible NOS, và nó tạo ra các NO mà chúng ta đo được ở trên đường cái hơi thở ra của bệnh nhân. Và FNO nó như lúc nãy vừa trình bày, nó liên quan chặt chẽ tới những cái biomarker khác về tình trạng viêm, và nó sẽ tăng đáng kể khi bệnh nhân vào cái đợt cấp, và nó giảm đi khi bệnh nhân dùng corticoid uống hay là corticoid hít. Và chúng ta kiểm soát hen tốt chừng nào thì FNO nó càng giảm đi chừng đó. Và như vậy nó cũng có một cái giá trị để theo dõi coi thử là cái vấn đề điều trị của chúng ta có được ổn hay không ổn. Và đó là cái cơ chế chung,
cái logic chung để làm sao chúng ta ứng dụng cái PNO trong cái quản lý bệnh hen của mình. Thì phần tiếp theo chúng tôi sẽ nói là cụ thể là trong quản lý hen nó có 4 lĩnh vực chúng ta có thể ứng dụng PNO. Đầu tiên là vấn đề chẩn đoán, sau đó là vấn đề co thử bệnh nhân nào là đáp ứng với corticoid tốt, bệnh nhân nào có vẻ như nó kháng với corticoid. Thứ ba là đánh giá cái tình trạng tuân thủ điều trị của bệnh nhân. Và thứ tư là hiện nay các thuốc mà sinh học đó, nó cũng đang phát triển rất là nhiều ở nước ngoài và người ta dùng FNO để tiên đoán là à, bệnh nhân này sẽ đáp ứng với các loại thuốc sinh học có hay không có, và có thì có với loại nào. Thì đầu tiên nói về cái chẩn đoán thì chúng ta thấy rằng hiện nay cái việc chẩn đoán hen nó dễ hay nó khó, nó dễ cũng được mà nó khó cũng được, bởi vì chúng ta thấy một cái thống kê như thế này. Tại Canada, 1/3 bệnh nhân hen được chẩn đoán 5 năm trước đó thì bây giờ không chẩn đoán hen nữa, trong khi đó chúng ta gọi hen là cái bệnh lý mãn tính, có nghĩa là tồn tại lâu dài. Mà như vậy thì cái chẩn đoán mà 1/3 bệnh nhân trước đó được chẩn đoán hen, bây giờ không được chẩn đoán hen là có thể chúng ta chẩn đoán sai. Và một cái thống kê của NICE là bên nước Anh thì người ta thấy rằng đối với 4 triệu bệnh nhân hen thì tới 1,2 triệu bệnh nhân là bị chẩn đoán sai, không phải hen. Hoặc là Gina cũng có lưu ý trong cái tài liệu của mình là tới 25-35% bệnh nhân hen là được bị chẩn đoán sai. Như vậy chúng ta thấy rằng đối với Việt Nam của chúng ta thì những con số chúng ta thấy đây 1/3 cũng 1/3 cũng 1/3, chắc có lẽ nước mình cũng 1/3 hay là đôi khi có hơn nữa, hơn số đó bị chẩn đoán sai. Và vì thế cho nên nay mới đề xuất ra bên cạnh cái hô hấp ký, người ta đưa cái FNO vô một cái gọi là xét nghiệm thường quy luôn để hạn chế cái chẩn đoán sai của hen. Mặc dù cho tới bây giờ NICE đề xuất là sử dụng FNO với cái cột mốc là 35 ppb trên là coi như là có gợi ý tới hen, dưới thì ít có nghĩ tới. Nhưng mà BTS là hội lồng ngực Anh thì người ta vẫn chưa khuyến cáo chúng ta sử dụng đại trà, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng có những cái tổ chức họ đã đưa FNO vào một cái gọi là xét nghiệm thường quy rồi. Hoặc là mới đây chúng ta thấy rằng cái hội hô hấp châu Âu người ta cũng đưa ra một cái khuyến cáo, họ có cho ra mới năm 2021 đây, người ta đưa ra khuyến cáo là cũng sử dụng FNO để giúp chẩn đoán hen cho những người mà chúng ta nghi ngờ lâm sàng là bị hen rồi, nhưng mà chúng ta đo hô ký nếu mà bình thường thì chúng ta loại luôn, hoặc là chúng ta tiếp tục là điều trị hen cho họ thì mà không có một cái phương pháp gọi là khách quan khác để đo lường như là FNO thì đôi khi nó cũng sai nữa. Cho nên người ta thấy rằng những người chúng ta nghi ngờ trên lâm sàng là hen mà đo hô ký nó không ủng hộ thì nên đo FNO, mà FNO lớn hơn 25 thì cũng gợi ý tới một cái chẩn đoán hen, còn dưới 25 thì đôi khi chúng ta phải đi kiếm những cái lý do khác, những cái nguyên nhân khác. Còn đối với những người mà lâm sàng là gợi ý tới hen rồi, chức trên phổi có bất thường thì người ta thực hiện cái test giãn phế quản hay là test hồi phục phế quản, rồi sau đó người ta cũng có thể, những người mà có test âm tính thì người ta cũng phải làm thêm một cái FNO nữa để hướng tới chẩn đoán hen nếu mà trên lâm sàng nó vẫn tiếp tục nghi ngờ. Đại khái là khi chúng ta nghi ngờ trên lâm sàng là bệnh hen, chúng ta dùng xét nghiệm ban đầu là hô hấp ký mà có vẻ như nó chưa được chẩn đoán được, nó hợp lý lắm, thì chúng ta dùng thêm cái FNO để bổ sung thêm cái thông tin để giúp cho chúng ta chẩn đoán chính xác hơn. Hoặc là ngược lại, chúng ta thấy cái bảng ở đây, người ta tiếp cận chẩn đoán hen dựa vào cái FNO rồi sau đó mới lại hô hấp ký. Ví dụ như những bệnh nhân chúng ta có lâm sàng là nghi ngờ hen, chúng ta coi thử FNO của bệnh nhân cao hay thấp hay là trung bình. Đó. Bây giờ chúng ta tạm thời chấp nhận con số được đề xuất năm 2011 như cô Lan vừa trình bày là thấp là dưới 25 đơn vị ppb đối với người lớn và dưới 20 đối với trẻ em, còn cao là lớn hơn 50 ở người lớn và 35 ở trẻ em. Đó. Nếu chúng ta nghi ngờ trên lâm sàng là hen rồi mà chúng ta đo FNO nó thấp quá thì chúng ta tiếp tục đo luôn cái chức năng phổi, mà chức năng phổi nó bình thường luôn thì thôi, chúng ta nghĩ là cái này bệnh hen có vẻ như không đúng rồi, chúng ta nên đi kiếm một cái chẩn đoán khác. Hoặc là nếu mà chúng ta nghĩ là bệnh hen thì có vẻ như cái hen này nó cũng không đáp ứng với lại cái thuốc corticoid. Còn nếu mà chúng ta đo chức năng phổi nó bất thường thì kết hợp lâm sàng kết hợp chức năng phổi thì vẫn có khả năng chúng ta chẩn đoán được là bệnh nhân bị hen.
Nhưng mà hen cái kiểu này FeNO nó thấp như vậy, cái đáp ứng với lợi corticoid có thể nó sẽ không, nó không tốt. Còn đối với những trường hợp mà chúng ta nghi ngày lâm sàng rồi chúng ta đo FeNO cao, cao thì chúng ta dù chức năng phổi bình thường hay là bất thường thì khả năng bệnh nhân bị hen cũng rất là cao, và khi đó chúng ta có thể tiến hành gọi là điều trị thử bằng corticoid, sau đó chúng ta đánh giá lại coi thử có đáp ứng hay không đáp ứng để chúng ta quyết định cái chẩn đoán. Và trong cái hướng dẫn chẩn đoán hen của nước Anh á, người ta khuyên là các bác sĩ lâm sàng chỉ khẳng định được chẩn đoán hen sau khi chúng ta điều trị bệnh nhân 6 tuần. Có nghĩa là mọi thứ đều hen rồi, chúng ta thử điều trị coi thử có đáp ứng hay không. Nếu mà đáp ứng thì cái khẳng định chẩn đoán của mình nó mới chính xác. Còn nếu mà nó không thì coi chừng có thể là chúng ta đã chẩn đoán sai rồi. Năm 2020 thì Ý, hội hô hấp của Ý người ta cũng đưa ra cái bảng như thế này, chúng ta thấy đây. Nếu mà chúng ta nghi ngờ hen ở trên lâm sàng những người trên 17 tuổi thì chúng ta đo hộ kỹ, đo mà nếu mà có hội chứng tắc nghẽn thì chúng ta có cái test giãn phế quản mà dương tính thì chúng ta có thể coi tiếp cái FeNO cao lớn hơn 40 thì chẩn đoán hen. Nếu FeNO nó trung gian thôi, từ 25 tới 39 thì chúng ta có thể điều trị thử hen rồi sau đó chúng ta đánh giá lại, nếu mà nó có đáp ứng thì coi như chúng ta chẩn đoán hen. Còn những trường hợp mà test giãn phế quản âm tính mà chúng ta đo FeNO cũng cao quá thì chúng ta cũng có thể điều trị thử với corticoid, bởi vì FeNO nó cao là một cái chỉ điểm để biết được là bệnh nhân có thể đáp ứng với corticoid. Thì chúng ta điều trị xong mà chúng ta thấy có đáp ứng thì chúng ta chẩn đoán hen. Như vậy chúng ta thấy rằng cái con đường này chúng ta phối hợp FeNO sẽ tăng cái khả năng chẩn đoán hen của chúng ta lên cao hơn. Còn bên đây là chức năng phổi bình thường, thì người ta làm thêm một cái test co thắt phế quản thì thôi, cái phần này chúng ta không nói bởi vì rất là khó áp dụng tại Việt Nam, bởi vì hiện nay chẳng có một cái cơ sở nào làm cái test gọi là co thắt phế quản cả. Và nếu mà tổng hợp lại bằng cái meta analysis coi thử là giá trị của FeNO trong chẩn đoán hen như thế nào thì chúng ta thấy đây, cái tổng hợp lại thì thấy rằng cái độ nhạy để chẩn đoán hen là khoảng chừng 78%, cái độ đặc hiệu để chẩn đoán hen là khoảng 74%. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng cái meta, cái số mà tiên đoán ở đây như thế này, nhưng mà có thể là có những cái nghiên cứu độ nhạy có 20 mấy%, có những nghiên cứu độ nhạy tới 90 mấy%, thì cái sự gọi là phân tán nó quá lớn, cho nên những con số này chúng ta thấy rằng nó cũng khó áp dụng trên lâm sàng các anh chị. Một trong những cái khó là các nghiên cứu này có thể họ dùng những cái điểm cắt khác nhau, có người dùng điểm cắt 35, có người 40, có người 50, vân vân. Cho nên chúng ta khó có được một cái con số gọi là thống nhất để coi thử độ nhạy, độ đặc hiệu trong chẩn đoán hen của FeNO chính xác là bao nhiêu, bởi vì các nghiên cứu khác nhau thì có những cái điểm cắt khác nhau, đó là cái khó khăn. Như vậy tóm lại, ITS năm 2011 họ nói về cái cách phân tích FeNO để chẩn đoán hen thì chúng ta phải xác định coi thử bệnh nhân là thấp hay là cao, hay là trung gian. Nếu mà cao thì chúng ta sẽ nghĩ tới bệnh hen, bên cạnh đó có thể là một loạt các bệnh khác mà có thể viêm theo hướng tăng bạch cầu ải toan hay viêm theo hướng TS2 như cô Lan vừa trình bày. Nhưng mà nếu FeNO nó thấp thì chúng ta ít nghĩ tới hen, hoặc là nếu mà vẫn nghĩ tới hen vì nhiều cái xét nghiệm khác ủng hộ thì có thể đây là một cái loại hen không đáp ứng corticoid. Dĩ nhiên chúng ta phải đi kiếm những nguyên nhân khác, bởi vì cái này nó không ủng hộ cái chẩn đoán của chúng ta lắm. Và nếu mà chúng ta thấy là ở trung gian thì người ta thấy là cũng khó phân, gọi là khó đưa ra một cái lời khuyên chính xác. Chúng ta phải kết hợp nhiều yếu tố để đưa ra một cái quyết định cụ thể hơn, nhất là những cái xét nghiệm nào đó nó ở mức gọi là mức vùng xám trung gian. Phần thứ hai chúng tôi trình bày về cái tiên đoán đáp ứng với corticoid của FeNO. Người ta thấy rằng FeNO càng cao chừng nào thì bệnh nhân sẽ đáp ứng với corticoid dạng hít, dù họ là hen hay là COPD hay là viêm mũi dị ứng hay là một cái bệnh gì đó đường hô hấp, thì chúng ta có thể sử dụng ICS để điều trị cái bệnh đó. Và người ta bây giờ người ta mới có một cái khái niệm tôi thấy cũng rất là hay, nó gọi là treatable trace, là những cái dấu vết mà chúng ta có thể điều trị được. Thì nhiều khi chúng ta cũng chẳng biết bệnh nhân là hen hay COPD hay cái bệnh gì khác, nhưng mà đo FeNO cao thì chúng ta nghĩ rằng có khả năng đáp ứng với corticoid, chúng ta sẽ dùng corticoid.
cho bệnh nhân. Còn nếu mà thấp quá thì coi chừng chúng ta vẫn có thể là không phải là bệnh hen, hoặc là nếu mà bệnh hen thì có thể là nó một thể hen hướng tới một cái tình trạng viêm TH1 và chiếm ưu thế thì sẽ đáp ứng tốt, kém với lại corticoid. Và chúng ta thấy đây, đây là người ta xem xét là khi một bệnh nhân hen được cho điều trị với corticoid dạng hít thì những cái đáp ứng về gọi là lâm sàng hay cận lâm sàng, cái nào đáp ứng nhanh, cái nào đáp ứng chậm, thì chúng ta thấy đây, FNO sẽ là cái mặt cơ mà có thể thay đổi nhanh nhất, sau đó là triệu chứng, sau đó là cái tình trạng tắc nghẽn đường thở, và sau đó mới là tính tăng phản ứng đường thở. Như vậy chúng ta thấy rằng đây, chúng ta có thể theo dõi cái tình trạng điều trị corticoid của chúng ta bằng FNO để coi thử bệnh nhân có đáp ứng điều trị hay không. Cho nên người ta mới thấy rằng là FNO là một cái chỉ dấu để đánh giá tình trạng đáp ứng với corticoid, và nếu nó cao thì khả năng chúng ta tiên đoán là đáp ứng với corticoid sẽ chính xác, còn thấp thì khả năng chúng ta tiên đoán sẽ ít có đáp ứng với corticoid. Và cái cột mốc như chúng tôi vừa trình bày là nhỏ hơn 25 ở người lớn và nhỏ hơn 20 ở trẻ em, còn lớn hơn 50, lớn hơn 35 là qua cao theo cái hội lồng ngực Hoa Kỳ và kết hợp với lại hội hô hấp châu Âu đưa ra năm 2011, cho đến nay vẫn chưa thay đổi. Tuy nhiên trên thực hành lâm sàng chúng ta cũng khó mà có một cái cột mốc để chúng ta đánh giá chung, mà người ta thấy đây, với mỗi cái điểm cắt khác nhau thì chúng ta có được cái giá trị tiên đoán dương và giá trị tiên đoán âm cũng khác nhau. Ở những người có triệu chứng mà nó mơ mơ hồ hồ thì chúng ta cần phải có một cái điểm cắt cao hơn, ví dụ như 47%, 47 BBB trở lên thì mới đáp ứng với corticoid với cái giá trị tiên đoán dương là 82%. Còn đối với người ho chỉ cần 35 trở lên thì có thể là 88% là sẽ đáp ứng với corticoid. Còn đối với những người mà gọi là hen khó trị, mặc dù chúng ta đã dùng ICS rồi và triệu chứng lâm sàng nó vẫn còn, chúng ta đo FNO mà chúng ta thấy rằng nó cao trên 30 thì 88% khả năng có thể đáp ứng với corticoid nếu chúng ta tăng cái liều lên, chúng ta bổ sung những cái thuốc chống TH2 cho bệnh nhân. Rồi FNO nó cũng là một cái chỉ điểm để theo dõi cái gọi là mức độ kiểm soát hen. Đây là một nghiên cứu cho thấy rằng FNO sẽ cao lên đáng kể ở những người mà hen không kiểm soát so với những người kiểm soát một phần hay là đã kiểm soát. Tuy nhiên giữa những người mà đã kiểm soát với những người kiểm soát một phần, cái sự khác biệt nó không có ý nghĩa về mặt thống kê. Thì tại Việt Nam chúng tôi cũng làm nghiên cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược, thì cũng thấy cái câu chuyện nó xảy ra tương tự như vậy. Nếu mà xét bệnh nhân kiểm soát tốt, dù là màu xanh là theo tiêu chuẩn của GINA hay là màu đỏ hay theo tiêu chuẩn của ICT, Asthma Control Test, thì cái mức độ FNO của những người kiểm soát tốt với những người kiểm soát một phần gần nó giống nhau, nhưng mà cái sự khác biệt đáng kể ở những người gọi là không kiểm soát. Như vậy cái FNO nó không phân biệt được hai nhóm này, nhưng mà nó sẽ phân biệt được nhóm không kiểm soát với hai nhóm còn lại. Như vậy nếu chúng ta đo FNO cao lên thì biết rằng bệnh nhân nếu mà đang điều trị có nghĩa là họ không kiểm soát hen, nếu mà chúng ta dùng cái tiêu chí GINA hay là ACT gì nó cũng tương tự như vậy. Và ở Việt Nam chúng tôi làm nghiên cứu thì chúng ta coi thực như vậy cái điểm cắt của mình để đoán là bệnh nhân không kiểm soát nó có giống như điểm cắt được gọi là đề nghị của ATS-IRS năm 2011 hay không, thì cũng vô tình trong cái nghiên cứu này với 380 mấy bệnh nhân thì chúng tôi thấy là nếu mà bệnh nhân có điểm cắt dưới 25 thì chúng ta có được một cái tình trạng hen kiểm soát với độ nhạy, độ đặc hiệu cũng không được cao lắm, nhưng mà nó là cái điểm cắt tốt nhất. Còn đối với bệnh nhân mà có điểm cắt từ 50 trở lên thì báo hiệu một tình trạng không kiểm soát với độ nhạy 50%, độ đặc hiệu 89%. Thì đó là con số mà chúng tôi tìm được qua cái nghiên cứu, cũng thấy rằng cái con số 25 và con số 50 của ATS đề xuất thì có thể áp dụng được tại Việt Nam, bởi vì trong nghiên cứu tôi nó tình cờ nó trùng y chang như vậy. Và ATS cũng đưa ra một cái đề xuất là khi mà bệnh nhân đang được điều trị hen rồi, chúng ta phải tái khám bệnh nhân, chúng ta hỏi triệu chứng, rồi chúng ta hỏi về đợt cấp như thế nào, chúng ta đo chức năng phổi v.v. rồi chúng ta đo luôn cái FNO, thì chúng ta sẽ coi thử FNO nó cao hay nó thấp hay nó trung gian để chúng ta phân tích. Ví dụ như là bệnh nhân đang điều trị hen,
mà FNO nó thấp thì sẽ hai tình huống xảy ra. FNO thấp mà bệnh nhân có triệu chứng như vậy có khả năng là bệnh nhân này không phải bệnh hen. Bệnh gì đó chúng ta trị hen rồi mà giờ đo FNO nó thấp, đáng lý là triệu chứng nó phải không có này mới tốt. Bây giờ triệu chứng vẫn có như vậy có khả năng là không phải bệnh hen, chúng ta phải đi kiếm chẩn đoán khác. Hoặc là nếu bệnh nhân này thực sự là bệnh hen thì có vẻ như cái hen này nó không phải là đáp ứng với lại cái thuốc corticoid, cho nên chúng ta phải thêm những thuốc không corticoid vào cái điều trị của chúng ta đó. Hoặc là chúng ta phải coi thử bệnh nhân có tuân thủ đúng điều trị hay không đó. Ví dụ như bệnh nhân này mọi thứ nó đều tốt trừ cái triệu chứng thôi, thì có thể là bệnh nhân mới đang lơ là không có điều trị một vài ngày gì đó thì triệu chứng nó xuất hiện. Cái bản chất lâu nay thì bệnh nhân có thể là kiểm soát tốt. Tình huống số 2 là FNO nó thấp mà bệnh nhân có triệu chứng. Xin lỗi, mà bệnh nhân không có triệu chứng mà chúng ta đang điều trị hen cho bệnh nhân. Vậy khả năng đầu tiên là bệnh nhân này đáp ứng rất là tốt rồi. Đó. Mình chẳng đoán được hen rồi, mình giờ mình trị giờ hết triệu chứng mà FNO cũng thấp, như vậy xem xét giảm liều cho người bệnh. Hoặc đôi khi chúng ta ngưng luôn corticoid nếu mà người ta đã dùng một liều rất là thấp và đủ thời gian, ví dụ như cả năm rồi thì chúng ta có thể xem xét ngưng. Nhưng mà người cái tài liệu này khuyên là chúng ta phải theo dõi tiếp tục bệnh nhân trong vòng 4 tuần để coi thử khi chúng ta ngưng hay chúng ta giảm liều coi thử FNO nó có cao lại hay không. Nếu mà nó cao lại coi chừng chúng ta phải tăng lại cái liều để khống chế tốt cái tình trạng viêm của bệnh nhân. Còn trường hợp mà chúng ta đang điều trị hen rồi mà FNO nó còn cao quá thì có hai tình huống. Tình huống thứ nhất là FNO nó cao và bệnh nhân vẫn có triệu chứng, như vậy cái điều trị của mình không được tốt. Một là chúng ta đang dùng thuốc không đủ liều. Hai là chúng ta dùng thuốc đủ liều rồi mà bệnh nhân không tuân thủ, hoặc là người ta hít không có đúng kỹ thuật. Đại khái giờ chúng ta phải điều chỉnh lại để làm sao tối ưu cái điều trị cho bệnh nhân, bởi vì hiện nay bệnh nhân đang điều trị không được tối ưu. Hoặc là bệnh nhân còn tiếp xúc nhiều với lại những cái dị nguyên trong cái môi trường, không có thoát khỏi cái dị nguyên đó, ví dụ như hen nghề nghiệp chẳng hạn, thì khi đó chúng ta phải làm sao tránh cái dị nguyên cho bệnh nhân. Còn ngược lại, bệnh nhân FNO nó cao mà bệnh nhân không có triệu chứng gì cả thì có một tình huống chúng tôi cũng rất là gặp trên lâm sàng là bệnh nhân có thể không có tuân thủ điều trị. Họ bỏ điều trị thì có thể triệu chứng nó chưa xuất hiện nhưng mà FNO nó đã bất ổn rồi, nó sẽ cao lên. Thì chúng ta hỏi bệnh nhân, có bệnh nhân nói em sử dụng thuốc thường xuyên mà chúng ta đo ra FNO cao quá, thì chúng ta có thể hỏi kỹ lại, thì cuối cùng bệnh nhân sẽ không sử dụng thuốc giống như chúng ta mong đợi, thì chúng ta phải cải thiện cái tình trạng tuân thủ điều trị của bệnh nhân. Rồi chúng ta có thể là phải tiếp tục cái liều ICS đó, rồi chúng ta có thể phải thêm một số cái loại thuốc khác để khống chế cái tình trạng viêm này tốt cho bệnh nhân nếu như người ta đã tuân thủ điều trị tốt rồi. Còn cái trung gian này như tôi nói, chúng ta phải tùy cơ ứng biến, tùy hoàn cảnh lâm sàng để chúng ta có thể phân tích một cách hợp lý. Và nói về cái dùng FNO để hướng dẫn điều trị, năm 2005 người ta làm một nghiên cứu cũng rất là hay và mở màn cho hàng trăm nghiên cứu về FNO trong điều trị hen, là người ta so sánh lấy FNO làm cái kim chỉ nam để điều trị hen so với lấy Gina làm kim chỉ nam. Thì người ta thấy rằng điều trị hen theo FNO có nghĩa là FNO nó cao thì chỉnh thuốc tăng lên một chút, FNO nó thấp thì giảm thuốc, thì người ta thấy rằng kiểm soát hen nó tốt hơn, lượng corticoid đưa vào trong người nó ít hơn. Cho nên rất là nhiều nghiên cứu sau này cũng đã làm để câu hỏi thử là liệu FNO làm cái chỉ kim chỉ nam điều trị hen nó có tốt hơn là cái cách chúng ta đang làm hay không. Thì điều không may mắn là nó cũng không tốt lắm, có nghiên cứu nói tốt, có nghiên cứu không nói tốt. Và chúng ta thấy đây là một cái meta analysis, người ta thấy rằng nếu mà chúng ta dùng FNO làm kim chỉ nam để điều trị hen thì có thể giảm được cái đợt cấp, cái tần số đợt cấp của bệnh hen trong cái nhóm mà dùng FNO làm kim chỉ nam, nhưng mà nó cũng không thay đổi nhiều về mặt triệu chứng, số ngày xuất hiện triệu chứng nó không thay đổi được cái kết cục là cái mức độ viêm đo bằng FNO ở cuối cùng của cái kết thúc nghiên cứu, hoặc là cái lượng cọt túi đưa vào trong người. Cho nên người ta thấy rằng cái lợi ích chính của cái nghiên cứu mà để tìm hiểu cái vai trò của FNO làm cái kim chỉ nam á, là nó giảm đi được cái đợt cấp đó. Nhưng mà nó không phải là áp dụng được cho tất cả mọi người, mà nên áp dụng cho những người mà gọi là có khả năng, có hiệu quả nhất là những người có nhiều đợt cấp. Như vậy nếu mà người nào có nhiều đợt cấp, chúng ta có thể dùng cái FNO làm cái kim chỉ nam để chúng ta điều trị cho bệnh nhân.
Một nghiên cứu khác cũng đã thấy ra nhiều cái tiêu chí để coi thử là nếu mà FNO làm kim chỉ nam hay là chúng ta dùng Gina làm kim chỉ nam, thì người ta xét là tiêu chí là những đợt cấp nặng hay là nghiêm trọng, hay là những đợt cấp nặng mà cần phải uống corticoid, hay là tất cả đợt cấp, hay là thất bại điều trị, hay là cái lượng corticoid giảm hết đưa vào, tổng cái lượng đưa vào trong cơ thể trong quá trình nghiên cứu. Thì người ta thấy rằng dùng meta analysis thì thấy không có sự khác biệt lắm ở tiêu chí này. Tiêu chí này cũng không có sự khác biệt lắm, nhưng mà ở tiêu chí này là có sự khác biệt là tất cả các đợt cấp. Lượng corticoid đưa vào trong cơ thể cũng có vẻ như là ủng hộ cái FNO, nhưng mà cũng không có khác biệt lắm về mặt ý nghĩa thống kê so với cái nhóm mà dùng theo những cái guideline hiện hành như là Gina. Cho nên người ta mới đưa ra một kết luận là không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về lợi ích của lợi ích giảm những đợt cấp nặng hay là tổng lượng corticoid đưa vào trong cơ thể. Nhưng mà cái phác đồ điều trị dựa vào FNO có thể giảm đi được đáng kể cái tần suất xuất hiện tất cả các đợt cấp. Nhưng mà do cái meta analysis này có nhiều cái nghiên cứu nó có một cái sự khác biệt lớn, cho nên nó cũng khó đưa ra một cái gọi là kết luận chính xác. Như vậy tóm lại cho tới bây giờ hiện nay thì dùng FNO để làm kim chỉ nam để điều trị hen thì người ta thấy rằng có thể có lợi cho những nhóm người, hai nhóm người. Một là những người có nhiều đợt cấp, và hai là chúng tôi không trình bày đây, nhưng mà nói thêm đó là những người phụ nữ có thai, chúng ta có thể dùng nó để làm cái kim chỉ nam để đạt được một cái lợi ích là kiểm soát được cái nền viêm, kiểm soát được triệu chứng mà bớt được cái tọt từ cái cho bệnh nhân. Nội dung thứ ba chúng tôi muốn trình bày đó là cái tính tuân thủ điều trị của bệnh nhân. Chúng ta dùng FNO để chúng ta tiên đoán là bệnh nhân có tuân thủ hay không tuân thủ, thì nhiều cái nghiên cứu cho thấy rằng cái FNO nó sẽ tỷ lệ thuận với lại cái mức độ tuân thủ của người bệnh bằng những cái đường tuyến tính hay đường cong như thế này. Càng tuân thủ tốt chừng nào thì FNO nó càng thấp chừng đó. Và trong thực tế lâm sàng chúng ta sẽ thấy là nhiều bệnh nhân đến với mình nói là em tuân thủ điều trị rất là tốt, nhưng mà đo FNO nó cao lên thì chúng ta hỏi kỹ ra thì cuối cùng bệnh nhân sẽ không tuân thủ đâu. Nhưng mà mình không được nói bệnh nhân là nói dối, bởi vì cái đó là nó gây ra một cái xung đột trong cái quan hệ thầy thuốc bệnh nhân, mà chúng ta biết rằng bệnh nhân nói rằng đang sử dụng thuốc là tốt, nhưng bây giờ đo FNO nó còn cao như vậy, phải dùng tốt hơn nữa, phải nhớ dùng mỗi ngày cho đúng, mình dặn dò bệnh nhân kỹ hơn để làm sao giảm được FNO, hay là cái là tăng được cái tính tuân thủ cho người bệnh. Phần thứ tư là chúng tôi nói về dùng FNO để tiên đoán là bệnh nhân nên dùng cái thuốc sinh học nào. Cái này thì hiện nay nó cũng khó ở Việt Nam của chúng mình, nhưng mà cũng nên nói để cho các anh chị hiểu được là ở nước ngoài người ta cũng đang dùng cái chỉ điểm này để lựa chọn các thuốc điều trị cho bệnh nhân. Và người ta nói là xem xét thực hiện một cái test nó gọi là ức chế FNO trước khi chúng ta lựa chọn các thuốc gọi là sinh học để điều trị cho bệnh nhân. Và FNO nó càng cao chừng nào thì nó cần gợi ý tới một cái hen theo kiểu TH2, mà TH2 thì sẽ đáp ứng với một số cái thuốc giống như là chống là IRE hay là chống interleukin số 4, số 5, số 13. Và FNO nó cao lên là một cái biomarker có gọi là ủng hộ đáp ứng với lại cái thuốc omalizumab là cái thuốc chống IRE, hoặc là dupilumab là cái thuốc chống lại cái interleukin số 4. Và chúng ta thấy đây một cái bài báo mới 2020. Đây là người ta dùng cái sơ đồ này thì chúng ta hiểu là người ta tiên đoán đáp ứng với những cái thuốc điều trị sinh học gọi là kháng thể đơn dòng trong điều trị cái hen nặng. Thường hen nặng chúng ta mới dùng mấy thuốc này, bởi vì thuốc chích rất là tốn tiền, như là thuốc anti IRE ở nước mình cũng có cái omalizumab đó, cái Sole. Thì người ta thấy rằng cái giá trị cái biomarker mà tiên đoán tốt nhất là eosinophil ở trong máu hoặc là tiền căng có để cấp cho bệnh nhân. Còn FNO, cái màu hồng hồng đây các anh chị ha, FNO cũng có tiên đoán, có thể tiên đoán được bệnh nhân có đáp ứng với anti-IRE. Còn cái thuốc anti-interleukin, cái receptor interleukin số 4 màu vàng đây, thì cái gọi là cái biomarker có giá trị tiên đoán mạnh đó là FNO. Còn cái thuốc mà anti-interleukin số 5 thì chúng ta không thấy FNO có vai trò như vậy. FNO nó cao lên thì có thể dùng cái thuốc anti-IRE hoặc anti-interleukin số 4, chỉ còn những cái biomarker khác mới giúp chúng ta dùng cái thuốc anti-interleukin số 5. Và cái này là cái trong tương lai ở nước mình chứ không phải hiện tại.
Còn người ta nói là phải thực hiện cái test mà ức chế FeNO trước khi mình đoán bệnh nhân có đáp ứng với thuốc sinh học hay không, thì người ta thực hiện cái test như thế này. Chúng ta biết trong chương trình chống lao nó có cái chương trình DOS là quan sát bệnh nhân trực tiếp tại cái tổ chống lao, là bắt bệnh nhân uống thuốc trước mặt nhân viên y tế. Thì cái chương trình này gọi là DOI CS này, nó cũng giống y chang như vậy, là bắt bệnh nhân xịt thuốc trước mặt nhân viên y tế trong vòng 7 ngày và người ta đo FeNO mỗi ngày mỗi ngày. Người ta thấy coi thử là FeNO nó có tuột xuống không, người ta dùng cái corticoid cho thương là liều tương đối cao, ví dụ 1000 microgram fluticasone hay 1600 microgram budesonide. Thì cái người nào mà nó ức chế được xuống FeNO thì cái người này nó sẽ đáp ứng với những cái thuốc kháng thể đơn dòng. Còn những người nào mà không ức chế xuống nổi thì nhiều khả năng có thể là không đáp ứng với những thuốc kháng thể đơn dòng. Như vậy tóm lại cái bài trình bày ngày hôm nay, chúng tôi có một số điểm chính như sau. Thứ nhất á, là FeNO sẽ tăng cao ở trong hen và nó sẽ giảm đi khi chúng ta dùng corticoid. Và đây là một cái biomarker để giúp chúng ta tiên đoán bệnh hen cũng có, nhưng mà tiên đoán đáp ứng với corticoid trong nhiều cái bệnh lý hóa khác nhau chứ không hẳn chỉ một bệnh hen. Ví dụ trong CVD cũng vậy, nếu mà FeNO cao thì khả năng chúng ta dùng corticoid sẽ đáp ứng cho bệnh nhân CVD. Và chúng ta dùng FeNO để quan sát tình trạng viêm trong hen thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái thuốc của chúng ta, mặc dù hiện nay cái bằng chứng nó chưa có gọi là ủng hộ cho tất cả mọi đối tượng, chỉ áp dụng tốt cho những người có nhiều đợt cấp, những người mang thai. Nhưng mà có thêm cái thông tin về cái tình trạng viêm, bên cạnh cái thông tin về chức năng thông khí, bên cạnh lâm sàng, bên cạnh tiền căn của bệnh nhân, thì chúng ta sẽ có một cái quyết định lâm sàng tốt nhất cho những người bị hen. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô, quý anh chị đã theo dõi. Có một ca lâm sàng nữa mà chị sợ rất là tốn thời gian, cho nên thôi xin ngưng tại đây. Dạ, em mời cô Lan quay lại. Rất là cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Như Vinh đã trình bày cho chúng ta một cái bài hết sức là công phu, với nhiều cái nghiên cứu được dẫn chứng và cũng đã cho thấy rõ ràng là FeNO nó có một cái vai trò cũng to lớn, hướng dẫn cho chúng ta trong bốn cái lĩnh vực ở trong quản lý hèn. Và sau đây thì xin mời tất cả các bác sĩ đặt câu hỏi để chúng tôi có thể trả lời. Thì có cái câu hỏi đầu tiên đó là việc sử dụng cái FeNO này đó thì là phải ngưng cái IOS là bao nhiêu lâu, ICS là bao lâu. Thì tôi thấy là trong cái xịt thuốc ICS đó, thì là sau 12 tiếng đồng hồ là chúng ta phải xịt lại một nhát khác. Thành ra tôi nghĩ là phải ngừng 12 tiếng. Và câu hỏi thứ hai là tại sao mà trẻ con thì là được thổi có 3 giây lưu lượng thôi, còn người lớn thì phải thổi trên 6 giây. Thì chẳng qua là nếu mà trẻ con mà bạn bắt giữ một cái lưu lượng dài quá thì nó làm không nổi thôi. Tại vì thật sự mình chỉ cần đo, nếu mà nó tạo được một cái bình nguyên 3 giây là được rồi. Cho nên nếu mà trẻ em mà làm được 4 giây thì là như vậy là đủ rồi. À, có câu hỏi tiếp là xin hỏi thầy Vinh là kết luận của nghiên cứu về việc dùng FeNO có ý nghĩa nhất trong trường hợp có nhiều đợt cấp thì là có nghĩa là như thế nào? Có phải là mỗi lần bệnh nhân tới khám mình đo FeNO mà vẫn cao thì dự đoán bệnh nhân sẽ có nguy cơ rơi vào đợt cấp cao, lúc đó mình sẽ tăng liều corticoid sớm cho đường hít, thậm chí là đường uống để ngăn ngừa, có phải hay không ạ? Dạ, xin cảm ơn cô bác sĩ Trần Quang Đăng. Thì trả lời cái ý thứ nhất là kết luận nghiên cứu là FeNO có ý nghĩa nhất trong trường hợp mà có nhiều đợt cấp là như thế này. Đó là chỉ riêng những nghiên cứu dùng FeNO làm kim chỉ nam để điều trị. Thay vì hiện nay chúng ta không dùng FeNO để làm kim chỉ nam, chúng ta dùng Gina đi, chúng ta tới, bệnh nhân tới thì chúng ta hỏi mức độ kiểm soát hen như thế nào, hỏi 4 câu để coi thử bệnh nhân có đáp kiểm soát hay kiểm soát một phần hay không kiểm soát. Nếu bệnh nhân kiểm soát tốt, chúng ta thấy bệnh nhân đã dùng cái thuốc đó 3 tháng rồi, chúng ta giảm liều. Đó là cái cách chúng ta đang thực hành hiện nay. Còn một cái cách khác người ta đề xuất là tới, bệnh nhân khỏi cần hỏi mấy gì hết, đo FeNO, FeNO cao lên thì sẽ tăng liều thuốc lên. Nếu FeNO thấp, ví dụ dưới 25, bệnh nhân đang dùng thuốc 3 tháng ổn định bằng thuốc đó,
thì chúng ta giảm thiểu cho bệnh nhân, có nghĩa là lấy FNO làm cái kim chỉ nam. Thì cái cách đó nó sẽ áp dụng tốt cho những người mà có nhiều đợt cấp thôi. À, và có nhiều đợt cấp là sao? Là chúng ta sẽ tăng giảm liều theo cái FNO. À, thì chúng ta sẽ khống chế được tốt, là giúp cho bệnh nhân bớt cái đợt cấp đi. À, còn những người khác thì khi dùng thì người ta thấy rằng đối với lại cái meta-analysis thấy là nó cũng ngăn ngừa được cái tổng số đợt cấp, nhưng mà số ngày xuất hiện triệu chứng trong nguyên một cái thời gian theo dõi một năm đi, rồi tổng cái lượng corticoid đưa vào trong cơ thể nó cũng không có khác gì so với chúng ta dùng theo cái cách hiện hành của Gina. Cho nên cái đối tượng mà có nhiều đợt cấp sẽ gọi là áp dụng theo bước kiểu mà chúng ta thấy FNO cao chúng ta tăng liều, FNO thấp thì chúng ta giảm bớt thuốc cho bệnh nhân. Đó là cái trả lời cái vế thứ nhất. Thứ hai là có phải mỗi lần bệnh nhân tới khám nếu đo FNO cao thì dự đoán bệnh nhân sẽ có nguy cơ rơi vào đợt cấp, và lúc đó sẽ tăng liều có cái sớm, đường hít, thậm chí đường uống để ngăn ngừa đợt cấp, đúng không ạ? Dạ. Thì hiện nay có hai cái chỉ số FNO để giúp cho chúng ta tiên đoán một cái kết cục nào đó trong tương lai của bệnh nhân. Thì cái kết cục thứ nhất đó là mức độ kiểm soát hen, và kết cục số 2 đó là nguy cơ xuất hiện đợt cấp. Nếu mà FNO nó cao lên, gọi là giá trị đơn, mình chỉ cần nhìn một số thôi mình thấy nó cao, bệnh nhân đang điều trị hen mà giờ nó cao, thì thứ nhất là bệnh nhân sẽ không kiểm soát, hiện tại cũng không kiểm soát, hoặc là bây giờ người ta đã kiểm soát rồi thì tương lai nếu mà vẫn tiếp tục y chang như vậy thì tương lai sẽ mất kiểm soát. Và người ta thấy rằng tại sao nó có câu chuyện đó, bởi vì FNO nó có thể biểu hiện bất thường sớm nhất, rồi sau đó mới tới lâm sàng, rồi sau đó mới tới chức năng phổi. Rồi đó là cái nguy cơ xuất hiện đợt cấp, mất kiểm soát hoặc là xuất hiện đợt cấp. Còn hiện nay người ta dùng một cái giá trị động, nghĩa là người ta xem thử là FNO bây giờ mình đo so với lại cái lần trước nhất, kế bên gần nhất mà người ta đo, cái sự khác biệt đó có nhiều hay không. Nếu mà FNO dưới 50 ppb thì chỉ cần tăng lên 10 đơn vị là coi như có sự gia tăng đáng kể, và coi chừng bệnh nhân bất ổn hay không tuân thủ như chúng tôi vừa nói, phải xếp giống như là FNO cao. Hoặc là nếu mà bệnh nhân trên 50 ppb thì thay đổi hơn 20%, coi như là một cái sự thay đổi đáng kể. Mà thay đổi đáng kể như vậy là chúng ta phải điều chỉnh, chứ còn không thôi bệnh nhân sẽ có những biến cố bất lợi như là mất kiểm soát hay là đợt cấp xảy ra. Đó là cái cách mà chúng ta áp dụng trên lâm sàng, có thể dùng cái chỉ số đơn lớn hơn 50 hay là lớn hơn 35, 50 người lớn, 35 trẻ em. Hoặc là chúng ta dùng cái chỉ số động là lớn hơn 10 ppb đối với lại cái mức thấp trung bình, và lớn hơn 20% đối với mức cao, thì chúng ta tiên đoán một cái kết cục không tốt cho bệnh nhân. Cái câu hỏi số 6 hình như là còn câu hỏi số 4, số 5 chút nữa bác Tùng cho chiếu lại ha. Câu hỏi số 6 là: em xin cảm ơn thầy cô bài báo cáo rất là hay. Xin cho hỏi FNO đánh giá chủ yếu là NO phế quản, như vậy KNO đánh giá phế nang có vai trò gì trong bệnh lý nào? Và đo KNO thì mức lưu lượng đo thế nào là phù hợp? Và do NO thì có vai trò như thế nào? Thì chủ yếu là chúng ta vẫn sử dụng FNO, nó là chung. Còn cái KNO là các bạn thấy là nó ở phế nang, còn do NO là nó ở phế quản. Thì ở trên có các cái nghiên cứu để mà xem coi thử là nó viêm ở cái chỗ nào. Thì nó có thể là viêm xa hoặc là viêm ở trên cái phế quản. Ví dụ như người ta thấy cái viêm xa nó nằm ở trong CPD chẳng hạn. Viêm phế quản là ở những các cái bệnh lý ở viêm tại ngay cái đường dẫn khí. Và người ta nghiên cứu ở trong hen cũng có, trong CPD cũng có, và trong các cái bệnh lý khác, ở trong cái các cái bệnh lý sarcoidosis hoặc là các cái bệnh lý về mô cả. Tức là người ta muốn đánh giá cái vị trí của cái viêm ở trong từng cái vùng, ở chung hoặc là ở vùng xe hoặc là ở trên các cái phế quản. Câu hỏi số 7 là: thưa thầy, là giữa FNO và tính tăng nhạy cảm của đường thở thì có tương ứng với nhau hay không? Một bệnh nhân duy trì FNO nhỏ hơn 25 trong bao lâu khi dùng một liều nhất định corticoid thì có thể giảm liều được? Dạ, FNO cho tới bây giờ người ta thấy rằng có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng nó có tương quan rất là tốt với những cái biomarker khác để đánh giá tình trạng viêm của đường hô hấp ở trong bệnh hen, trong đó có tính tăng phản ứng đường thở. Bên cạnh đó là cái eosinophil ở trong đàm, eosinophil ở trong máu, hay là cái
protein mà có dấu ấn của eosinophil. Như vậy, thứ nhất là nói về cái tính tương quan thì hai bên đó tương quan với nhau. Dĩ nhiên á, nếu mà xét về sâu hơn á, thì thật ra cái TH2 nó rộng lắm, chứ không phải là mình đồng nhất TH2 với là gọi là eosinophilic, nó cũng không đúng lắm. Bởi vì TH2 nó liên quan tới mấy cái interleukin rồi nữa. Cho nên nó cũng có một câu chuyện là FeRO trong một số trường hợp nó vẫn không có tương quan lắm với lại cái eosinophilic. Đặc biệt là người ta thấy rằng nếu mà dùng cái thuốc mà ức chế cái interleukin số 5 á, thì nó FeRO nó ít có bị ảnh hưởng, trong khi đó eosinophil thì nó sẽ đáp ứng rất là tốt. Còn trong khi đó ức chế cái interleukin số 13 thì FeRO nó sẽ giảm tốt, trong khi đó eosinophil nó lại không thay đổi. Nói chung thì có tương quan, nhưng mà trong một số trường hợp cụ thể nhỏ hơn thì ở một số nhóm đối tượng thì nó lại không tương quan. Và một bệnh nhân duy trì FeRO dưới 25 trong bao lâu thì dùng một liều nhất định corticoid thì có thể giảm liều thuốc. Thì như vừa trình bày, nó chỉ dùng tốt cho những trường hợp bệnh nhân có nhiều đợt cấp mà thôi. Và cái cách mà chúng ta dùng FeRO một mình nó làm cái chỉ dấu để chúng ta theo gọi là thay đổi thuốc thì hiện nay cũng chưa có một cái guideline thống nhất. Cho nên chúng ta nên ứng dụng chung với lại cái guideline hiện hành là chúng ta đánh giá mức độ kiểm soát hen. Nếu mà mức độ kiểm soát hen tốt, FeRO dưới 25 thì 3 tháng chúng ta nên giảm liều. Bởi vì nếu mà chúng ta dùng cái mức độ kiểm soát hen của Gina đơn thuần thôi thì đôi khi chúng ta sẽ bỏ sót những bệnh nhân chúng ta đánh giá sai, là họ kiểm soát tốt về mặt lâm sàng theo Gina nhưng mà nó không tốt về FeRO, chúng ta giảm liều thì bệnh nhân sẽ bị thất bại với cái giảm liều đó, chúng ta phải trồi lên lần lại. Và trong thực tế lâm sàng chúng ta sẽ có nhiều trường hợp như vậy. Cho nên cô Lan cũng hay nói là lúc nào cũng nói bệnh nhân là giảm liều là một cái hành động thử thôi. Coi thử đó vẫn được thì thử luôn, còn thử không được thì phải quay trở lại như cũ, hoặc là đôi khi phải quay trở lại theo cái gọi là nặng hơn, tức là mức độ dùng thuốc nó sẽ mạnh tay hơn nữa để kiểm soát cái triệu chứng bất ổn xảy ra khi chúng ta giảm liều. Tôi xin lại bổ sung xem cái phần trả lời hồi nãy tôi quên trả lời là cái vận tốc đo bao nhiêu để mà đo được cái nitric oxide trong phế nang và phế quản. Thì mình làm cái bình thường là mình làm 50ml trong mỗi 1 giây. Còn bây giờ nếu mình muốn làm về trong phế nang và trong phế quản thì các bạn phải làm 3 test với các cái vận tốc khác nhau là 100, 150 và 300ml. Thì sau đó cái thuật toán nó sẽ tính ra cụ thể cho mình cái KNO và JNO. Xin trở lại câu hỏi số 4. Xin hỏi bác sĩ Vinh là SNO có giá trị như thế nào trong điều trị hen nhẹ? Em nghĩ đây là một câu hỏi cũng rất là hay. Bởi vì người ta thấy rằng cái FeNO là cái mà có thể thay đổi sớm khi mà bệnh nhân diễn tiến xấu. Như lúc nãy vừa trình bày. Và nó cũng là đáp ứng tốt nhất, gọi là sớm nhất so với những cái tiêu chí khác. Để chúng ta biết chúng ta đang dùng như vậy thì nó có đáp ứng hay không. Như vậy đối với bệnh hen nhẹ thì chúng ta sẽ đánh giá dựa vào cái mức độ triệu chứng của bệnh nhân. Và chúng ta biết rồi, cái mức độ triệu chứng của bệnh nhân không phải lúc nào nó cũng khách quan, nó mang tính chủ quan của người bệnh. Và chúng ta khám bệnh nhân mà tăng huyết áp, chúng ta biết nếu mà chúng ta không đo huyết áp, nhiều khi bệnh nhân lên tới 200 mấy chục mà bệnh nhân cũng nói chẳng có gì hết, bình thường, không cần uống thuốc làm chi đó. Thì cái bệnh hen hay bất cứ một cái bệnh khác mà chúng ta dựa vào cái mức gọi là độ triệu chứng của bệnh nhân thì đôi khi có thể nó không đúng, bởi vì nhiều bệnh nhân có thể tự điều chỉnh cái hành vi của mình để giảm bớt cái nguy cơ xuất hiện triệu chứng, như là người ta không dám gắng sức, người ta không dám làm việc theo đúng cái mức, cái cường độ của người ta mà người ta giảm xuống một cấp thì để triệu chứng không xuất hiện. Thì khi đó cái chức năng phổi của một phần nào đó phản ánh được cái câu chuyện mà bệnh nhân không có tương xứng với lại cái lâm sàng mà chủ quan của họ. Số 2 nữa, FeNO cũng là một cái để chúng ta biết được là bệnh nhân này không ổn, người ta khai với mình là ổn nhưng mà đo nó không ổn. Đó là cái thứ nhất. Cái số 2 là trong điều trị hen nhẹ thì hiện nay có thể chúng ta vừa theo một cái cách là chúng ta dùng cái thuốc corticoid mỗi ngày, chúng ta khống chế cái nền viêm mạnh mẽ. Nhưng mà cũng có một cách khác là chúng ta dùng ICS formoterol khi cần mà thôi. Đó. Và nếu mà chúng ta dùng cái kiểu gián đoạn đó mà chúng ta đo FeNO nó cũng thấp thì thôi mình tạm thời chấp nhận. Cái thuốc giãn phế quản giúp cho bệnh nhân dễ chịu
về mặt triệu chứng lâm sàng. Cái thuốc kháng viêm dùng khi cần đó mà nó cũng tốt về mặt viêm thì tạm chấp nhận. Nhưng mà nếu chúng ta dùng cái cách gián đoạn đó mà FE nó không ổn thì chứng tỏ là cái cách đó trước mắt thì nó ok, nhưng mà về lâu về dài để một cái tình trạng viêm nó âm thầm nó diễn ra bên dưới cho bệnh nhân một cách lâu dài thì có thể gây ra tình trạng tái cấu trúc đường thở, gây ra tắc nghẽn đường dẫn khí cố định, trong tương lai thì có thể nó khó điều trị hơn. Như vậy chúng tôi nghĩ rằng cái FE nó cũng có rất là có giá trị cao trong vấn đề điều trị bệnh nhân mà hen nhẹ. Tôi cũng rất là đồng ý với ý kiến của bác sĩ Vinh đó, là vì hiện bây giờ đó là Gine là đã đưa ra cái kiểu điều trị hen nhẹ, có một cái kiểu là điều trị khi cần. Thì thật sự ra là ở bệnh viện Đại học Y Dược là chúng tôi không đi theo cái kiểu điều trị khi cần, bởi vì hen nó là một cái bệnh mãn tính, cho nên lúc nào mình cũng phải trấn áp nó xuống và mình sẽ tìm một cái liều thấp nhất cho bệnh nhân để mà lúc nào bệnh nhân cũng có cái thuốc điều trị hen hết. Chứ còn không, tôi rất là lo lắng khi mà cái cho phép bệnh nhân là dùng khi cần. Bởi vì nhiều khi là các bạn cũng thấy rồi, khi mà cần á, thì là mình xử lý không có kịp nữa rồi. Lúc nào cũng nên có cái thuốc duy trì, cái maintenance là cái mà trước đây là Gina họ nhấn đi nhấn lại rất là nhiều năm rồi. Cái một câu hỏi là khoảng tuổi nào, giới nào, chủng tộc nào thì bị ảnh hưởng khi đó FGNO và cách khắc phục? Thì thật sự ra thì nó làm rất là nhẹ nhàng, cho nên là, nhưng mà nó điều một, có một cái điều là nó phải duy trì 4 cho tới 6 giây với một cái lưu lượng nhất định, 50ml một phút chẳng hạn, một giây chẳng hạn. Cho nên ở trong các cái tài liệu thì nói là 4 tuổi là trẻ con làm được rồi, nhưng mà tôi thấy nó cũng không có dễ như vậy đâu, phải 5-6 tuổi để mà nó biết duy trì cái lưu lượng. Các bạn nên dùng một cái màn hình, nó có một cái dụng cụ, ví dụ như hồi nãy các bạn thấy có một khinh khí cầu nó bay thẳng trên một cái đường đó, biểu đứa nhỏ đó, nó thổi làm sao cho bạn đi theo cái đường đó để nó duy trì cái lưu lượng. Cho nên là cái tuổi thì tụi tôi nghĩ chắc không phải cỡ 6 tuổi, còn giới với lại chủng tộc thì không có gì ảnh hưởng. Và cái này thì xin hỏi bác sĩ Vinh, tại tôi cũng không có rành lắm, là bây giờ ở đâu có làm xét nghiệm FGNO, chi phí bao nhiêu, và có bảo hiểm hay không? Dạ, yeah, thì FNO hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có nhiều nơi làm rất là nhiều. Và một cái test như là Đại học Y Dược thì khoảng 400 ngàn, và khi bảo hiểm y tế chi trả là 384 ngàn vậy. Dạ, yeah, em được biết như vậy. Phòng Ngọc Thạch, rồi có thể bao nhiêu cái phòng khám tư cũng có cái máy đo FNO này. Vấn đề mà thổi sao cho đạt được cái bình nguyên 4 giây ở trẻ em hay là 6 giây ở người lớn, thì em nghĩ trẻ em nó bây giờ nó cũng làm rất là dễ, còn nhiều khi nó dễ hơn mấy người lớn nữa. Thôi vậy ở chỗ là nó giống như là chơi game đó con. Bây giờ cái khinh khí cầu như con nói thổi qua eo biển, khi mình thổi con gái nó lên, khinh khí cầu nó bay lên, thì bắt đầu nó bay ngang thì nó có một cái lằn, cái vạch ở phía trên và vạch ở dưới. Mình nói là em lái sao cái khinh khí cầu nó bay ngang qua mà đừng đụng ở trên, đừng rớt xuống dưới là được. Thì nó lái lặn qua là cũng có 4 giây thì nó cũng không có nổi khó lắm đó. Cho nên mấy đứa bây giờ nó chơi game giỏi lắm thì cái thổi kiểu thổi game này nó làm rất là dễ dàng. Còn còn cái vấn đề mà đo cái phế nang hay là thành phế quản, thì thực ra hiện nay á, cái nó nào cũng vậy, nó cần một cái chỉ số tham khảo. Và IATS năm 2011 đưa ra cái chỉ số tham khảo mà 25 BPP hay là 50 BPP là dựa trên cái lưu lượng 50 ml trên phút. Thì cái đó là cái mình đo xong mình phân tích được. Còn những cái chỉ số tham khảo khác ở thành phế đường thở hay là ở phế nang ấy, thì nó chưa có một cái chỉ số tham khảo chính xác. Tuy nhiên á, hiện nay người ta thấy rằng cái đường dẫn khí nhỏ là một trong những cái nơi mà nó có thể tổn thương đầu tiên, tổn thương sớm ở trong bệnh hen và trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và cái FNO phế nang đó cũng là một cái chỉ số để chúng ta khảo sát cái bất thường đường dẫn khí nhỏ mà chúng ta khó có thể làm được với lại những cái phương pháp khác, như là FAF 25-75%, như cô cũng biết là nó cái độ nhạy, độ đặc hiệu nó cũng không cao lắm. Rồi những cái phương pháp đo khác thì nó cũng có nhiều cái phương pháp để đo cái bất thường của đường dẫn khí nhỏ,
trong đó có FNO, mà đặc biệt là FNO phía nam. Tuy nhiên chúng ta nghĩ rằng cũng còn thời gian dài nữa chúng ta mới ứng dụng được, bởi vì cái chỉ số tham khảo lúc nào cũng là một cái chỉ số chúng ta cần biết để chúng ta so bệnh nhân là bất thường hay là bình thường. À, rất là cảm ơn cái lời bổ sung của tiến sĩ Vinh. Giờ nếu mà quan tâm tới đường dẫn khí nhỏ thì các bạn làm cái dao động xung ký ha, cái đó là bảo đảm luôn và cũng có cái số để mà tham khảo rồi. À, xin hỏi tiếp là thưa thầy, khi đo FNO trên bệnh nhân có bệnh lý viêm mũi xoang thì có ảnh hưởng đến kết quả FNO hay không, và làm cách nào để hạn chế cái ảnh hưởng này? Dạ, thì đúng là khi mình đo mà đường dẫn khí thì có thể nó chỗ này bên đường này nó qua đường kia, cái xoang mũi cũng có thể. À, cho nên nó cái cách như cô Lan nói là có những cái dụng cụ đặt vào đó thì cái đó cũng rất là khó để mà chúng ta làm trong thành lâm sàng. Nhưng mà cũng khuyên bệnh nhân có thể là kẹp mũi, rồi mình hít vào một hơi, mình thở ra hết để đẩy hết khí NO ở trong phổi mình ra, rồi sau đó mình hít vào một hơi qua cái máy, rồi chúng ta thở ra bằng miệng liên tục. Thì nếu mà NO từ trên mũi nó cũng khó mà nó đi vào trong cái hơi thở ra liên tục của chúng ta. À, dĩ nhiên mà chúng ta gọi là để cách ly 100% thì chắc là không có. Và những cái chỉ số tham khảo mà mình đang dùng 25 hay là 50 đó thì người ta cũng dùng cho cái cách đo mà chúng ta đang thở ra liên tục. Chủ yếu là dĩ nhiên nó cũng ảnh hưởng một phần nào đó bởi cái FNO ở trên lỗ mũi. Nè. Thì ở trong ATS nó có nói là nó có dùng một cái bracket, giống như là mình dịch ra như là cái thắng đó. Tức là nó có một cái dụng cụ để mà nó tạo ra một cái áp lực. Nếu mà cái áp lực nó cao thì là nó sẽ đẩy cái lưỡi gà nguyên một cái vùng vòng khẩu mềm, nó đẩy lại cái vùng mũi ở phía trên. Thành ra như vậy là mình sẽ không có liên hệ với cái vùng mũi ở phía trên. Thưa thầy, điều trị hen phế quản bao lâu thì nên đo FNO lại để theo dõi kết quả điều trị? Và FNO có thể dùng để phân biệt hen và các bệnh lý viêm của đường hô hấp khác hay không? Dạ, cái câu chuyện là đo FNO bao lâu sau khi điều trị để mình theo dõi thì người ta khuyên á, là khoảng 2 tuần sau khi chúng ta điều trị thì chúng ta sẽ đo để biết thử là có đáp ứng được hay không. À, còn nếu mà chúng ta đo sớm quá đôi khi nó chưa có sự thay đổi. À, một số guideline hướng dẫn là 2 tuần. Còn bao lâu mình, ví dụ mình đo ổn rồi bao lâu mình đo lại thì nó cũng giống y chang mình đo hô hấp ký, với một cái mục đích mình đo để làm cái gì. Đó. Ví dụ như mình thấy bệnh nhân trị 3 tháng rồi ổn quá rồi mình đo lại coi thử thấp không để mình giảm liều thì mình đo. À, còn ví dụ như bệnh nhân mới đo thấy cao quá, mình trị nửa tháng, 2 tháng, mình muốn đo lại mình coi thử là nó xuống rồi chưa. À, như vậy nó tùy theo cái mục đích mình cho làm xét nghiệm, chứ không phải là một cái gọi là một cái chỉ định cố định là bao nhiêu lâu phải đo. À, giống như hô hấp ký, người Gina khuyên là đo từ 1 tới 2 lần một năm. À, thì FNO cũng có thể như vậy. À, nhưng mà nó sẽ tùy theo người đang ổn định thì chúng ta nhiều khi không cần đo gì hết, còn cái người mà đang bất ổn thì chúng ta cần phải đo nhiều lần để chúng ta quan sát cái sự thay đổi. À, hoặc là những người nào mà biết là không tuân thủ, cứ lên hỏi là trị giống y chang bác sĩ biểu nhưng mà sao giờ triệu chứng nó nhiều quá vân vân, thì mình biết là cái này chắc có lẽ là không có tuân thủ rồi, mình đo để mình khẳng định cái suy nghĩ của mình. Yeah. À, tại sao các dạng đồ thị đo kết quả FNO của xoang mũi, phế quản, phế nang và thở ra thì khác nhau? Cái khoang mũi thì các bạn thấy rồi đó, nó phải dùng một cái dụng cụ hít, nó không có dùng cái máy đo FNO như chúng tôi chỉ ra cho các bạn. Nhưng mà nó chủ yếu là nó cũng vẫn dùng để mà đo cái kết quả cuối cùng, thì nó cũng vẫn là một cái đường đồ thị đi lên, rồi sau đó nó lấy bình nguyên. Rồi đo phế quản cũng vậy, phế nang cũng như vậy thôi. Nhưng mà phế quản, phế nang thì các tốc độ các bạn phải làm khác nhau. Đo chung á, FNO chung là 50ml một giây. Còn cái khoang mũi thì các bạn phải có một cái ống hút ra từ mũi. Ở phế quản, phế nang thì đo 100, 150 và 300. Thì cái bảng kết quả nó khác nhau là tại vì nó muốn cho các bạn là phải dùng trên cái lưu lượng khác nhau thôi. Chứ còn cái cách đo của nó vẫn chủ yếu vẫn là mình sẽ đo cái nồng độ NO. Mình sẽ thấy nó tăng lên keo và sau đó mình duy trì cái lưu lượng để cho nó có được 4 hoặc là 6 giây bình nguyên thì mình đo ra. Cho nên cái kết quả, cái cách đo thì đều giống nhau hết, chỉ có khác
khác nhau là cái lưu lượng ở giữa cái đo chung FNO với cái quản phế nang, còn cái đo trong cái khoang mũi thì mình đã dùng cái dụng cụ khác nhau rồi. Thì các cái câu hỏi đến đây đã hết rồi, thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia theo dõi tới giờ này. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Như Vinh đã có một cái bài trình bày rất là công phu và trả lời rất nhiều câu hỏi cho các bạn. Cảm ơn Dr. PT đã tạo một cái cầu nối để cho chúng ta có thể gặp nhau và có thể trình bày. Thì các bạn có thể đề xuất với Dr. PT những cái câu hỏi nào, những vấn đề nào mà các bạn quan tâm thì chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Xin cảm ơn tất cả mọi người và xin chào, hẹn gặp lại. Dạ, yeah. Xin cảm ơn cô Lan, xin cảm ơn các anh chị. Yeah. Xin chào.